Tây Hải Đường, ý kiến của ngươi là gì? Cầu Sơn, dù sao Nghiêu Hữu Đạo cũng không biết, cũng chỉ là thứ tự gặp mặt Long Hưu mà thôi, coi như khi Long Hưu gặp mặt Trần Đình Thú rồi không muốn gặp Nghiêu Hữu Đạo cũng không liên quan gì tới chúng ta. Tây Hải Đường liếc mắt qua, người nhận chỗ tốt gì của tên kia, mà lại giúp người ta. Cầu Sơn cười khổ, làm sao có thể chứ? Thiên Ngọc Môn nho nhỏ đó làm sao có thể có chỗ tốt nào? Là như vậy, người ta lần đầu tới đây, lại là lần đầu tiên nhờ, mà người ta cũng đã nói, nếu như ta có chuyện gì tại Nam Châu thì cứ đi tìm hắn ta, chỉ cần nói một tiếng thì hắn ta sẽ cố hết sức giúp đỡ. Tây Hải đường yên lặng một lát rồi nói, người cứ xem xét rồi làm đi. Xem xét rồi làm, kỳ thật chính là ngầm cho phép. Thái độ thay đổi rất đơn giản, mặc dù Trần Đình Tú cũng giống như Nghiêu Hữu Đạo, không cho chỗ tốt nào cả, tương lai cũng chưa chắc sẽ cho chỗ tốt nào thế nhưng có lời hứa của Trần Đình Tú là đủ, dù sao thì Nghiêu Hữu Đạo lại không nói gì cả. Tốt, ta biết nên làm cái gì. Cừu Sơn đồng ý, chắp tay rời khỏi. Tây Hải Đường chợt nói thêm, Như Hữu Đạo vẫn rất giỏi, ta nghe nói rằng bằng vào lực lượng rất nhỏ tại Nam Châu cũng có được địa vị ngang bằng với Thiên Ngọc Môn, trước đó tại kinh đô nước Tề còn lộ diện một lần." Nghe nói kể cả Thiên Hỏa giáo đều chịu thiệt thòi, Cừu Sơn hơi sững sờ rồi phản ứng lại, biết được đây là lời nhắc của trưởng môn, không thể để ông làm quá mức nên gật đầu, "Trưởng môn yên tâm, không oán không cừu, chúng ta cũng không cần đắc tội người ta." Tây Hải Đường nhìn xuống dưới, không nói thêm gì cả, chắp hai tay sau lưng rồi rời khỏi. Cửu Sơn nhìn một lát rồi quay người bay đi, trong một đình nghỉ chân trong núi, đệ tử tới thông báo cho trưởng môn tiêu giao cung tạm thời ở tại đây, đợi tới lúc Cửu Sơn bay tới thì người đệ tử này vội vàng hành lễ. Cửu Sơn xua tay, ra hiệu người này không cần đa lễ, được rồi, người quay lại thông báo, nói rằng trưởng lão Trần Đình Tú của Thiên Ngọc Môn Nam Châu Nước Yến xin gặp trưởng môn tiêu giao cung. Rõ, người đệ tử này nhận lệnh mà đi. Cưu Sơn cũng chắp tay sau lưng, đứng trong đình nghỉ chờ đợi. Trong khu đình viện này, có một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, thỉnh thoảng trong dòng suối mát lạnh này còn xuất hiện vài chiếc lá cây được mang từ trong núi ra. Nơi này rất xa hoa, tao nhã, diện tích cũng lớn hơn nhiều khách viện của Ngưu Hữu Đạo, đây chính là nơi tiếp đãi khách quý của Vạn Thú Môn. Trưởng môn Long Hưu của Tiêu Giao Cung đương nhiên là khách quý của Vạn Thú Môn, ông mặc một bộ áo dài thanh nhã, nửa nằm trên một chiếc giường ngắn, một chân co, một chân duỗi, đặt một quyển sách cổ lên đầu gối để đọc, thỉnh thoảng lật ra một trang, thần vận ẩn tàng, ngầm lộ uy nghiêm. Một đệ tử của Long Hưu là Dịch Thư, là một nữ đệ tử, khuôn mặt đoan trang xinh đẹp, đi vào nơi này, chắp tay bẩm báo, sư phụ, đệ tử vạn thú môn báo, có trưởng lão Trần Đình Tú của Thiên Ngọc môn Nam Châu nước Yến muốn gặp ngài. Trần Đình Tú, Long Hưu hơi suy nghĩ một lát rồi nhớ tới cái tên này có lẽ đã xuất hiện trong danh sách của Thiên Ngọc môn mà mình đã thu thập, nên hỏi, Nam Châu đã xuất hiện chuyện gì hay sao, mà người nào cũng đều đi tới nơi này dịch thư nói đệ tử không biết long hưu hỏi có nói là gặp ta để làm gì không dịch thư dạ không chỉ nói là muốn gặp mặt ngài long hưu nhẹ nhàng nói thiên ngọc môn rất tốt nha có được nam châu nha tùy tiện tên nào tới đây muốn gặp bản cung thì bản cung đều phải gặp đúng không dịch thư ngẩng đầu nhìn ông khi nghe được vẻ khó chịu trong lời nói của ông thì chỉ yên lặng lắng nghe thế nhưng long hưu có vẻ là đọc sách tới mê mẩn không phản ứng thêm gì cả dịch thư hiểu được ý của ông đó chính là không muốn gặp nên nàng lui về mấy bước quay người rời khỏi nơi đây sự thật cũng chính là như vậy lòng hưu đồng ý gặp nghiêu hữu đạo đó là bởi vì những hành động của nghiêu hữu đạo làm ông chú ý ông còn nghe nói nghiêu hữu đạo rất trẻ cho nên mới muốn gặp mặt nghiêu hữu đạo một lần nói trắng ra là nghiêu hữu đạo đã câu lên hứng thú của ông nhất là sau khi thiên ngọc môn được ông ngầm cho phép ra tay với nam châu thế mà sau khi dùng hết tất cả mọi thủ đoạn vẫn bị nghiêu hữu đạo chia đôi nam châu về phần thiên ngọc môn, trong mắt của ông chẳng là cái đinh gì cả. Ngay cả bành ngựa tại còn phải kính cẩn trước mặt ông, trưởng lão lại là thứ gì? Trần Đình Tú muốn gặp ông là có thể gặp hay sao? Như Hữu đạo và Trần Đình Tú là hai loại người khác nhau. Trong mắt ông, Như Hữu đạo quá yếu, không cần tự cao đối với Như Hữu đạo, không kiêu ngạo đối với kẻ yếu mới là sự kiêu ngạo lớn nhất. Chương 719, huynh có đắc tội Long Hưu không? Mà tự cao đối với Thiên Ngọc Môn là cần thiết, cần phải cảnh cáo Thiên Ngọc Môn, miễn cho thiên ngọc môn còn tưởng chiếm được nam châu sẽ trở nên không tầm thường không gặp sao trong đình nghỉ chân cừu sơn nghe vậy thì hơi kinh ngạc mà quay đầu lại long hưu có ý gì đây muốn gặp nghiêu hữu đạo nhưng lại không gặp trần đình tú chẳng lẽ thiên ngọc môn yếu hơn nghiêu hữu đạo hay sao đệ tử kia đáp đúng vậy không gặp cừu sơn có nói vì sao không gặp hay sao đệ tử đệ tử cũng đã hỏi thế nhưng đối phương nói rằng không có lý do không gặp chính là không gặp thái độ của đồ đệ long hưu rất ngạo mạn còn bảo rằng đệ tử không được nói nhiều. Đệ tử cũng không hỏi nhiều nữa rồi trở về. Hắn ta chỉ trích đồ đệ của Long Hưu, có vẻ như muốn tố cáo. Kỳ lạ, Cưu Sơn nói thầm, rồi nói với người đệ tử kia, như vậy, người cứ ở đây đợi, tạm thời đừng nói cho Nghiêu Hữu Đạo biết được. Rõ, đệ tử kia đồng ý, Cưu Sơn chợt lóe lên, lướt nhanh tới một nơi khác trong núi. Người của Thiên Ngọc Môn được đối xử giống với nhóm người Nghiêu Hữu Đạo, cũng chỉ là một đình viện nhỏ. Trần Đình Tú không ở trong viện mà đi đi lại lại trước cửa đình viện chờ đợi. Cửu Sơn vừa rơi xuống trước cửa đình viện thì Trần Đình Vũ đã tươi cười đi tới, chắp tay, có việc gì cứ sai đệ tử làm là được, làm sao dám phiền Cửu Huynh tự mình đi tới nơi này chứ. Cửu Sơn xua tay, không sao, mà Trần Huynh, Huynh đắc tội lòng hưu sao. Trần Đình Tú kinh hãi, tại sao Cửu Huynh lại nói như vậy? Từ trước tới nay ta còn chưa gặp ông ta, làm sao có thể đắc tội được chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? hay là do cái tên Nhiêu Hữu Đạo kia nói xấu ta? Cũng không đúng, Nhiêu Hữu Đạo còn không biết ta tới nơi đây, chẳng lẽ là nói xấu Thiên Ngọc Môn ta? Hắn ta hỏi liên tiếp, Cưu Sơn suy nghĩ rồi lắc đầu, người suy nghĩ nhiều rồi, ta tạm thời cản lại Nhiêu Hữu Đạo, hắn còn chưa từng gặp mặt Long Hưu, làm sao có cơ hội mà nói xấu các người chứ? Chỉ là ta cảm thấy khá kỳ lạ, tại sao Long Hưu đồng ý gặp Nhiêu Hữu Đạo mà lại không muốn gặp ngươi? Trần Đình Tú vội hỏi, tại sao lại không muốn gặp ta? Cửu Sơn, Trần Huynh, chuyện của các người thì các người biết, người hỏi ta, ta hỏi ai đây? Người ta cũng không nói lý do, nói không muốn gặp chính là không muốn gặp, còn nói với đệ tử phái ta rằng không muốn lắm lời, ta còn tưởng ngươi đắc tội Long Hưu đây. Sắc mặt Trần Đình Tú thay đổi, cảm thấy hơi xấu hổ. Tình hình hiện tại là sao đây? Long Hưu đồng ý gặp mặt Nghiêu Hữu đạo lại không muốn gặp mình, cũng có thể hiểu là, đường đường là trưởng lão của Thiên Ngọc Môn thế nhưng vẫn không bằng Nghiêu Hữu đạo, điều này thật sự làm cho hắn ta xấu hổ thế nhưng hắn ta cũng không có cách nào cả chẳng lẽ còn dám hỏi tội long hưu hay sao lá gan của hắn ta còn chưa lớn tới như vậy đừng nói là hắn ta kể cả trưởng môn bành ngược tại cũng không dám làm điều đó nữa đây trần huynh vấn đề giữa các người thì ta cũng không rõ ta cũng đã cố hết sức rồi ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi nói không chừng ngày mai trưởng môn lại muốn gặp ngươi cừu sơn chắp tay rời đi ông cố ý tới nơi này thông báo đầu tiên là vì tò mò muốn biết nguyên nhân tại sao sau đó cũng để thông báo cho Trần Đình Tú biết, nếu không chuyện đồng ý làm mà lại không làm được sẽ làm cho người khác suy nghĩ nhiều, muốn làm người tốt lại biến thành người xấu, nên phải tới đây xử lý đến nơi đến chốn. Xin tạm dừng bước, Trần Đình Tú vội vàng nói, ta muốn hỏi cừu huynh vài chuyện, không biết những người của tiêu giao cung tới đây là những người nào. Cừu Sơn suy nghĩ một lát rồi nói, còn có hai trưởng lão, ba đệ tử, có vẻ như ba người mang theo ba đồ đệ của mình tới, nữ đồ đệ của Long Hưu không dễ nói chuyện đâu nữ đồ đệ sao? Trần Đình Tú vội hỏi, có phải là dịch thư, đồ đệ nhỏ nhất của Long Hưu không? Cửu Sơn gật đầu, đúng vậy, là nàng, người quen sao? Trần Đình Tú cũng không quen lắm, nàng ta từng đại diện cho Long Hưu tới Thiên Ngọc Môn, cũng chỉ coi như biết. Như vậy, Cửu Huynh, người giúp ta một chuyện nữa được không? Cửu Sơn cao mày, Trần Huynh, có chừng có mực. Trần Đình Tú biết Cửu Sơn khó chịu nên vội nói, Cửu Huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết người của tiêu giao cung đang ở nơi nào, làm sao dám nhờ cử huynh đi lần nữa cơ chứ, để ta tự mình tới đó cầu kiến, rồi để biết nguyên nhân tại sao không được gặp luôn. Cử huynh thấy thế nào? Chỉ như vậy thì cũng không có chuyện gì, lông mày cửu sơn giãn ra, vậy thì hãy theo ta đi. Cảm ơn cảm ơn, Trần Đình Tú cảm ơn liên tục, rồi sau đó nhanh chóng dặn dò mấy đệ tử đồng môn vài câu, đi theo phía sau cửu sơn. Hai người lại đi tới đình nghỉ chân lúc trước, đệ tử đang chờ tại đó đang định qua trào thế nhưng lại bị cửu sơn ngăn cản, không để đệ tử này tới, sau đó chỉ vào khu nhà gần đấy rồi nói với Trần Đình Tú, người của tiêu giao cung ở phía kia. Trần Huynh, khi người tới cũng đừng làm loạn, nếu không thì mọi người đều rất mất mặt. Trần Đình Tú vội vàng gật đầu, đương nhiên là vậy rồi, ta đâu dám gây chuyện với người tiêu giao cung. Đúng rồi, cử Huynh, về phần như hữu đạo, Trần Đình Tú muốn nói lại thôi, có vẻ như muốn nhờ cửu Sơn giúp đỡ nhưng lại ngại không nói lên lời. Cửu Sơn lại hiểu ý của hắn ta, cho người nửa canh giờ, nếu không khi người của tiêu giao cung hỏi vì sao nghiêu Hữu Đạo còn chưa tới thì ta cũng không biết trả lời như nào. Tốt tốt tốt, ơn nghĩa của cửu huynh, ta sẽ nhớ kỹ, ta cũng không thích nói nhiều, nếu như cửu huynh có thời gian đi Nam Châu thì cứ thông báo cho ta, ta sẽ chăm sóc chu đáo nhất có thể. Trần Đình Tú cảm ơn liên tục, cửu sơn mỉm cười, thở dài, nhanh lên đi, rồi phất tay ra hiệu tên đệ tử kia cũng đi cùng. Trần Đình Tú chắp tay chào, rồi nhanh chóng đi tới đỉnh viện mà cửu sơn vừa chỉ áp lực của hắn ta rất lớn, tâm trạng cũng nặng nề, nhất là khi biết Nưu Hữu Đạo muốn gặp Long Hưu. Khi được Thiệu Bình ba nhắc nhở thì Thiên Ngọc Môn cũng biết Nưu Hữu Đạo muốn tụ lực để tiếp tục phản công. Thiên Ngọc Môn cũng không dám để Nưu Hữu Đạo liên lạc được với Long Hưu, nếu như để cho Long Hưu ủng hộ Nưu Hữu Đạo thì Thiên Ngọc Môn sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Mặc dù hắn ta không cho rằng Long Hưu sẽ ủng hộ Nưu Hữu Đạo, bởi vì thế lực trong tay Nưu Hữu Đạo còn chưa đủ để trở thành bá chủ của giới tu hành Nam Châu. Long Hưu cũng ít khả năng giao Nam Châu cho Ngưu Hữu Đạo. Thế nhưng cái tên Ngưu Hữu Đạo thật sự quá nguy hiểm, Thiên Ngọc Môn đã chịu thua thiệt khá nhiều, cũng biết được Ngưu Hữu Đạo có rất nhiều thủ đoạn, làm sao còn dám bỏ mặc cơ chứ. Trần Đình Tú nhận lệnh tới đấy vốn bởi vì Ngưu Hữu Đạo, làm sao có thể ngồi nhìn chuyện này xảy ra chứ. Ngay cả khi tỷ lệ thành công của chuyện này cực kỳ nhỏ, cũng phải nghĩ cách cho nó về không. Mới vừa rơi xuống trước cửa viện, đã bị hai tu sĩ canh cổng chặn lại, ai tới. Đó là hai đệ tử của vạn thú môn, được sai tới đây canh cổng cho tiêu giao cung, không để cho người lạ mặt quấy giày quý khách. Hai vị sư huynh, đệ tử đi cùng với Trần Đình Tú tiến lên chào hỏi. Sau khi biết chuyện, hai đệ tử kia chắp tay chào, một người nói với Trần Đình Tú, Trần trưởng lão, người bên trong đã nói rằng không gặp ngài, lại đi thông báo cũng chưa chắc gặp được. Cứ thông báo như vậy thì đó là quấy giày người khác rồi, không thích hợp lắm đâu. Trần Đình Tú nói, ta biết, lần này ta cũng không muốn gặp cung chủ mà là muốn gặp đệ tử dịch hư của công chủ, ta quen biết với nàng, là người quen, phiền hai vị thông báo một lần. Hắn ta cũng không ngốc, Long Hưu là ai? Long Hưu đã nói rằng không gặp thì hắn ta nào dám tới gặp nữa chứ? Hai người đệ tử nhìn nhau, một người gật đầu nói, vậy được rồi, xin Trần trưởng lão đợi một lát. Chương 720, châm ngòi ly gián 1. Cảm ơn, Trần Đình Tú chắp tay, đưa mắt nhìn người đệ tử kia đi vào trong. Không lâu sau người đệ tử kia đi ra, đi theo sau là một cô gái xinh đẹp. Người trước lại trở về canh cổng, người sau chính là đồ đệ nhỏ tuổi nhất của Long Hưu, Dịch Thư. Đồ đệ của Long Hưu đều được nhận trước khi Long Hưu trở thành trưởng môn của tiêu giao cung, từ nhỏ Dịch Thư đã được Long Hưu chọn lựa, cũng coi như là đệ tử cuối cùng của Long Hưu, bởi vì sau khi nhận Dịch Thư làm đồ đệ thì Long Hưu không định thu đồ đệ nữa. Là một trưởng môn, điều mà ông phải quan tâm có rất nhiều, không có thời gian dạy đồ đệ nhiều nữa. Những đồ đệ lớn đều có thể tự mình làm chủ một phương, hiện tại thỉnh thoảng đưa đồ đệ nhỏ ra ngoài, cũng coi như để cho nàng tích lũy kinh nghiệm, tích lũy kiến thức và nhân mạch, ít nhất sẽ giải quyết công việc của tiêu giao cung dễ dàng hơn, tích lũy cho tương lai. Khi dịch thư thấy Trần Đình Tú ở bên ngoài chờ thì cầm hơi nâng lên, trên mặt xuất hiện sự cao ngạo, chậm chậm bước xuống bậc thang. Trần Đình Tú cũng đã sớm biết người này cao ngạo. Khi nàng ta tới Thiên Ngọc Môn cũng đã từng làm bành lụa tại khó xử nên hắn ta cũng không kinh ngạc, mà nở nụ cười đi tới, dịch cô nương dịch thư lạnh nhạt mà hỏi trần trưởng lão tới đây làm gì trần đình tú nhìn qua hai bên đưa tay mời dịch cô nương có thể đi nơi khác nói chuyện hay không dịch thư không nói mà đi theo trần đình tú tới dưới một gốc cây già bên ngoài trần trưởng lão cung chủ cũng đã nói rằng không gặp ngươi ngươi tìm ta cũng vô dụng ngươi đừng lãng phí thời gian nữa trần đình tú cười cười có thể thấy được dịch cô nương cũng giống vậy khi tới vạn thú môn lại được biết cô nương cũng ở đây không tới chào hỏi sao được Dịch thư không tin đối phương gặp mình chỉ để chào hỏi đơn giản như vậy, đừng quanh co lòng vòng. Thời gian cũng có hạn cho nên Trần Đình Tú cũng không định nói lòng vòng, dịch cô nương, cung chủ đồng ý gặp mặt Ngưu Hữu đạo, tại sao lại không muốn gặp ta? Dịch thư liếc xéo tới, chuyện của cung chủ, người có tư cách hỏi tới hay sao? Trần Đình Tú vội nói, không dám không dám, chỉ là ta cảm thấy kỳ lạ, từ trước tới nay tên Ngưu Hữu đạo kia không để tiêu giao cung vào mắt, tại sao cung chủ lại có thể khoan dung như vậy? Dịch thư cười lạnh, không để tiêu giao cung vào mắt. Hắn có tư cách gì mà dám không để tiêu giao cung vào mắt? Trần trưởng lão, người muốn châm ngòi ly gián hay sao? Không không không, ta và hắn đã quen biết nhiều năm, hắn là loại người gì ta rất rõ. Đương nhiên, có vài điều không thể phủ nhận đó chính là người này là thiên tài ít có trong thiên hạ, cũng tuyệt đối là loại đứng đầu nhất trong số thiên tài, rất ít người có thể chiến thắng được hắn. Trần Đình Tú khen ngợi Nghiêu Hữu Đạo, cũng lưu ý tới phản ứng của dịch thư bởi vì hắn ta cũng không phải lần đầu gặp được dịch thư cũng biết người này rất kiêu ngạo đương nhiên nàng có thực lực để mà kiêu ngạo quả nhiên trên mặt dịch thư xuất hiện sự không thoải mái ếch ngồi đáy giếng mà thôi hắn có từng nói không để tiêu dao cung vào mắt hay sao trần đình tú không có dịch thư cười lạnh vậy tại sao người biết hắn không để tiêu dao cung vào mắt trần đình tú trầm ngâm một lát nói nên nói thế nào nhỉ dịch cô nương là người thông minh có vài việc cũng không cần che che lấp lấp vì muốn khống chế Nam Châu, Thiên Ngọc Môn đã có mâu thuẫn với nhiều hữu đạo, Thiên Ngọc Môn còn chịu thiệt vài lần nữa. Lúc trước, chuyện vừa xảy ra thì ta đã cảnh cáo hắn rồi, Thiên Ngọc Môn khống chế toàn bộ Nam Châu là được sự cho phép của ba phái lớn như tiêu giao cung cho phép, không cho phép hắn nhúng tay vào. Thế nhưng hắn ta nói, ba phái lớn cũng không nói là không cho phép hắn nhúng tay, người nào có năng lực thì có thể tham dự. Hắn còn nói thêm, đừng có mà ở đó cáo mượn oai hùng, khi hắn còn ở kinh đô nước tề thì ngay cả đệ tử thiên hỏa giáo đều đánh như thường lời này chính là nói nhảm thế nhưng đối với trần đình tú thì cũng không để ý lắm kể cả ngay mặt đối chất hắn ta cũng không sợ hắn luôn miệng chắc chắn nghiêu hữu đạo đã từng nói như vậy nghiêu hữu đạo còn có thể làm gì đây dịch thư nhếch miệng nói một cách bình thản hắn nói cũng không sai ta cũng có nghe nói hắn đánh đệ tử thiên hỏa giáo bị thương nặng nếu không có người ngăn cản thì suýt nữa giết chết đệ tử của thiên hỏa giáo trước mặt mọi người hắn đánh thương lâm thủ ta cũng biết, lúc đó ngay cả cung chủ cũng chú ý tới việc đó mà. Trần Đình Tú thở dài, hắn thật sự là ếch ngồi đáy giếng, chỉ là thiên hỏa giáo không để ý tới hắn mà thôi, nếu như thiên hỏa giáo thật sự muốn giết hắn thì hắn làm sao có thể sống được tới bây giờ. Thế nhưng hắn không cho rằng như vậy, hắn lại cho rằng thủ đoạn của mình rất cao. Nghĩ tới đây cũng phải thôi, tuổi trẻ tài cao nha, từ một kẻ bị thượng thanh tông vứt bỏ biến thành một người như hiện tại, muốn làm gì đều không ai cản được, thật sự là có thực lực để kiêu ngạo. Mặt ngoài tên này rất khiêm tốn thế nhưng chỉ có người quen biết mới biết, người này rất cao ngạo, kiêu ngạo không coi ai ra gì. Dịch thư mỉa mai, điều này cũng chỉ là lời nói của ngươi mà thôi. Trần Đình Tú nghiêm mặt nói, dịch cô nương, chuyện này cũng không phải một mình ta nói mà có cả chứng cứ mọi người đều biết. Thượng Thanh Tông, năm đó đỉnh ý tống cửu minh của nước Yến còn tại vị, Thượng Thanh Tông cũng chỉ là môn phái phụ thuộc của tống gia, coi như là một con chó do tống gia nuôi mà thôi. Con trai của Tống Cửu Minh là Tống Thư, cũng là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Theo lý thuyết thì địa vị của Tống Thư tại Thượng Thanh Tông rất cao, người của Thượng Thanh Tông có ai dám động tới người của Tống ra chứ? Thế nhưng Nhiêu hữu Đạo lại khác, hắn không để Tống ra vào mắt, một đệ tử nho nhỏ của Thượng Thanh Tông lại không để gia đình đình ý của nước Yến vào mắt, cô nương có cảm thấy buồn cười hay không? Ai có thể tin tưởng điều đó chứ? Thế nhưng con trai của Tống Thư là Tống Diễn Thanh bị cái tên này giết chết rồi. Nói tới thiên hỏa giáo, cô nương cũng biết, đó chính là một trong ba môn phái lớn nhất nước tề, Côn Lâm lại là đệ tử xuất sắc trong thiên hỏa giáo. Thế nhưng như vậy thì sao chứ? Ai dám trước mặt mọi người, suýt nữa giết chết đệ tử thiên hỏa giáo tại địa bàn của họ? Thế nhưng như hữu đạo lại làm, làm những chuyện mà người khác không dám làm, vẫn có thể bình an mà rời đi. Còn có một người nữa, không biết cô nương có biết hay không, hồng nương của phù phương viên tại Tề Kinh, là một người phụ nữ nổi danh thiên hạ vì sắc đẹp của mình, cho tới nay rất nhiều người muốn độc chiếm mà vẫn không thấy có ai thành công chiếm được người này. Thế nhưng khi Nghiêu Hiếu Đạo đi tới kinh đô nước Tề, từng nói với đệ tử của Thiên Ngọc Môn rằng, danh hoa vô chủ, chỉ đợi anh hùng, bông hoa này ta sẽ hái được. Cô nương, người nói lời này có kiêu ngạo hay không? Trong mắt hắn, thiên hạ không có ai là anh hùng, chỉ có hắn mới là anh hùng. Thế nhưng, về sau bông hoa kia thật sự bị hắn hái được, hồng nương thật sự đi theo hắn dịch thư cười lạnh chỉ là một đáng phụ dâm phụ mà thôi cũng xứng là danh hoa hay sao đàn ông muốn có được loại phụ nữ này cũng xứng được gọi là anh hùng sao chỉ là một cầu hùng mà thôi trần đình tú cô nương nói rất có đạo lý còn có vài việc không cần nói cũng được đối với loại người này không cần nói quá nhiều thế nhưng chỉ với vài chuyện kể trên cũng đã đủ thấy tên này rất kiêu ngạo kiêu ngạo tới tận xương tủy ta xem ra ngoài mấy vị trí tôn thì thật sự không có người nào được hắn để trong mắt theo lý thuyết thì hắn có tư cách gì tới gặp cung chủ chứ? Chẳng lẽ hắn không tự biết mình sao? Thế nhưng hắn vẫn tới, rất hiển nhiên, hắn cho rằng mình có tư cách đó. Dịch thư chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía dãy núi xa xa, ánh mắt lóe lên liên tục. Chương 721 Châm Ngòi Ly Dán 2. Trần Đình Tú nói tiếp, đương nhiên ta nói những lời này thật sự là có động cơ châm ngòi ly dán, thế nhưng ta thực sự không thoải mái, có mấy lời không nói rất không thoải mái nộp lên cung phụng cho tiêu giao cung là thiên ngọc môn, như hữu đạo chưa từng nộp cung phụng cho tiêu giao cung bao giờ, thật sự ta không rõ, cũng rất muốn biết tại sao cung chủ muốn gặp như hữu đạo mà không gặp ta. Dịch thư quay đầu lại quát, người khó chịu đối với quyết định của cung chủ hay sao? Không có, không có, Trần Đình Tú liên tục chối bỏ, cuối cùng, Trần Đình Tú vẫn không gặp được Long Hưu, thế nhưng khi rời khỏi hắn ta vẫn khá thoải mái, đừng nhìn hắn ta cung kính trước mặt dịch thư, thế nhưng trong mắt hắn ta dịch thư còn rất non, nếu không có sư môn là tiêu giao cung thì chẳng là cái thá gì cả. Trở lại đình nghỉ chân, cừu Sơn còn ở đó, khi gặp nhau liền hỏi, gặp được Long Hưu không? Trần Đình Tú thở dài, lắc đầu, còn không chịu gặp ta. Thật ra hắn ta khi bị từ chối vẫn chạy tới, cũng không phải thật sự muốn gặp Long Hưu, mà hắn ta muốn gặp được dịch thư. Trần Huynh, nghỉ ngơi sớm đi, cừu Sơn nói, trong giọng nói lộ vẻ mình đã quan tâm hết lòng. Cảm ơn, Trần Đình Tú chắp tay cảm ơn đợi hắn ta rời khỏi thì cừu sơn hỏi người đệ tử đi theo đã không gặp được tại sao lại đi lâu như vậy đệ tử đáp không gặp được long hưu thế nhưng lại gặp được nữ đồ đệ của long hưu hai người nói chuyện rất lâu nhưng ta không biết đang nói cái gì cừu sơn hơi trầm ngâm rồi nói người đi mang theo nghiêu hữu đạo tới đây đi nếu như hắn hỏi tại sao lại chậm như vậy thì ngươi nói rằng thông báo phải qua rất nhiều nơi nên mới chậm rõ đệ tử rời khỏi đó cừu sơn nhìn bóng đêm xung quanh một lát cũng rời khỏi nơi đó dưới ánh trăng, như hữu đạo đi đi lại lại trong bình viện. Viên cương đi ra từ trong nhà, đi tới cạnh hắn rồi ngẩng đầu nhìn trời, thông báo thôi mà, tại sao lại đi lâu như vậy? Nếu như không đồng ý thì cũng không cần lâu như vậy chứ. Ta cảm giác có vấn đề, như hữu đạo dừng bước lại, nhìn lên mặt trăng, thật sự là hơi kỳ lạ. Quản phương nghi cầm một chiếc quạt tròn, đi tới cười nói, chuyện gì vậy, còn không được gặp hay sao? Long hưu này làm trưởng môn thật sự là kiêu ngạo nha. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý nghe được lời đó thì nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn bà ta rồi đưa mắt nhìn tới viên cương đúng lúc này chu thiết tử đưa một đệ tử vạn thú môn tới người đệ tử kia chắp tay chào như tiên sinh long cung chủ đã đồng ý gặp ngài xin mời đi theo ta viên cương nhếch miệng sao tới tận bây giờ mới đồng ý người đệ tử kia đáp người tiêu giao cung là quý khách không thể tùy tiện quấy dày người ta ta cũng phải thông báo cho sư môn rồi mới đi thông báo được làm phiền tiên sinh đợi lâu Người này đã nói như vậy rồi thì đám người như hữu đạo còn có thể nói cái gì nữa. Người ta đã đi thông báo giúp ngươi đã cho ngươi giữ mặt mũi rồi. Như hữu đạo quay đầu nói, Hồng Nương, có muốn đi cùng ta hay không? Viên cương liếc nhìn xem phản ứng của bà ta. Quản phương nghi ngạc nhiên hỏi, đi chung với ngươi. Lúc nãy ngươi còn nói là đi một mình mà. Như hữu đạo, ta nghĩ lại rồi, đi cùng ta chứ. Quản phương nghi lắc lắc quạt tròn rồi từ chối, môn phái lớn cũng nhiều quy tắc, cũng chỉ cho phép ngươi tiến vào mà thôi, chúng ta ở bên ngoài sẽ rất chán, ta không đi. Ngưu hiểu đạo, cùng đi thôi, có việc cần ngươi xử lý. Quản phương nghi hơi buồn bực, rất không tình nguyện mà tiếp tục từ chối, ngươi xem trần bá và hứa lão lục, ai phù hợp để ta bảo hắn đi cùng ngươi, có việc gì cũng có thể giao cho họ. Ngưu hiểu đạo, có một vài việc phụ nữ làm tốt hơn đàn ông. Hôm nay làm sao ngươi lại dài dòng như vậy chứ? Nhanh lên, đi theo ta. Quản phương nghi im lặng, thật sự là không đẩy cho ai được cả, chỉ có thể cố mà theo sau thôi. Trước khi ra cửa, Nghiêu Hữu Đạo nhìn về phía Chu Thiết Tử rồi liếc mắt ra hiệu cho Viên Cương. Viên Cương hiểu ý mà gật đầu, Nghiêu Hữu Đạo muốn hắn ta điều tra rõ ràng Chu Thiết Tử này. Nhóm người này đi tới trước cửa khách viện của Tiêu Giao Cung, đệ tử cùng đi chào hỏi với hai đệ tử canh cổng. Nghiêu Hữu Đạo đột nhiên nói xen vào, làm phiền hai người, có thể nói thêm một câu rằng Hồng Nương của Tề Kinh cũng cùng đi. Đệ tử canh cổng gật đầu, dù sao vẫn là đi vào thông báo, chỉ thêm một câu nói mà thôi. Quản phương nghi ngơ ngẩn, xứng người mà nhìn Nghiêu Hữu Đạo, lúc đầu bà ta còn tưởng chỉ cần đứng bên ngoài chờ là được, thế nhưng hiện tại mới biết rằng Nghiêu Hữu Đạo là đang muốn mang theo mình đi vào mà. Thừa dịp một người đi vào thông báo, Nghiêu Hữu Đạo cười mà hỏi thăm người còn lại, có phải là hôm nay có rất nhiều người tới đây muốn gặp người của tiêu giao cung đúng không? Hắn muốn biết rằng muộn như vậy mới tới nhóm người mình được tới, là do tiêu giao cung hay là do vạn thú môn, cho nên hắn cố ý dùng lời nói để thăm dò người đệ tử cùng đi với nhóm người nghiêu hữu đạo khẽ lắc đầu với đệ tử canh cổng bởi vì người này rất rõ ràng là do cửu sơn tạm thời ngăn cản người đệ tử canh cổng kia cũng nói một cách bình thản không rõ ràng khi nghiêu hữu đạo nói lời này thoạt nhìn thì không để ý người bên cạnh thế nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý quan sát người đệ tử phụ trách thông báo này cũng phát hiện được động tác nhỏ của người đó cũng biết rằng không thể hỏi được cái gì nên cũng chỉ a à một tiếng rồi không hỏi nữa Quản Phương Nghi thì giật nhẹ tay áo Ngưu Hữu Đạo, kéo hắn qua một bên rồi hỏi, người muốn mang theo ta vào làm cái gì? Ngưu Hữu Đạo nói với giọng như bình thường, nghe nói người biết Long Hưu, người quen gặp mặt dễ nói chuyện hơn mà. Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi lại, làm sao người biết ta quen Long Hưu? Mấy người Trần Bá nói sao? Không thể nào, bởi vì bà ta biết, mấy người Trần Bá sẽ không nói chuyện quá khứ của bà cho mọi người, bởi vì mấy chuyện đó cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào cả bà ta còn không nhớ rõ khi quen biết long hưu thì trần bá có ở cạnh mình hay không nữa như hữu đạo cười nói xem ra người thật sự quen biết với long hưu quản phương nghi im lặng rồi thẹn quá hóa giận người đang lừa ta sao như hữu đạo biết rõ ta muốn tới gặp long hưu tại sao lại không nói cho ta biết quản phương nghi trợn mắt lên đàn ông quen biết với ta là quan hệ gì người cũng không phải không biết có cái gì đáng tự hào đâu mà nói như hữu đạo thật sự rất muốn biết hai người quan hệ như thế nào nên hỏi thử quan hệ giữa hai người là quan hệ nam nữ à quản phương nhi nổi giận ngươi coi ta là gì ngươi cho rằng ai cũng có thể ngủ với lão nương hay sao nghiêu hữu đạo từng theo đuổi ngươi sao quản phương nhi cũng không phủ nhận cũng kiểu như vậy dù sao ta rất nổi danh có rất nhiều người nghe danh mà tới đa số là loại muốn tầm hoa vấn liễu chơi bời tán gái có mấy người thật lòng đâu ông ta cũng theo đuổi ta một đoạn thời gian khi không thấy có hy vọng liền biến mất ông ta là đệ tử môn phái lớn đương nhiên sẽ không thể ở lại tề kinh trong thời gian dài khi đó ở tiêu giao cung ông ta cũng không thể tính là xuất sắc thật không nghĩ tới về sau ông ta lại có thể trở thành trưởng môn tiêu giao cung sau khi nghe được chuyện này thì ta vẫn cảm thấy kinh ngạc hiện tại nghĩ tới có lẽ ông ta là một người rất biết điều chuyện giữa hai chúng ta thật sự không phải như ngươi nghĩ nghiêu hữu đạo yên lặng gật đầu hỏi lại ngươi thành thật mà nói cho ta trong số trưởng môn sáu môn phái lớn thì ngươi biết mấy người Quản Phương Nhi hơi suy nghĩ rồi nói, ta không biết giáo chủ của thiên nữ giáo, dù sao thì người đó cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì không ghét ta đã là rất tốt rồi, làm sao có thể tới phù phương viên của ta chứ? chương 722, người quen gặp mặt dễ nói chuyện. Nhiêu hiểu đạo hỏi tiếp, nói cách khác, người quen biết với 5 người còn lại sao? Quản Phương Nhi hơi trần chờ, nói như thế nào đây, có thể nói rằng đều biết cả, cũng có thể nói rằng không phải, nói đơn giản là trước kia đều đã từng gặp mặt, có người dùng tên thật, giống như Long Hưu vậy. Cũng có người dùng tên giả, có lẽ là muốn tới chơi mà lại sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Nưu Hữu Đạo không hiểu mà hỏi, nếu như đã không sử dụng tên thật, vậy tại sao ngươi biết là mấy người đó? Quản Phương nghi nở nụ cười nhạo báng, năm đó rất nhiều người theo đuổi lão nương, xuất hiện rất nhiều vụ tranh giành tình nhân, kể cả bọn họ không nói thì đều có người nói cho lão nương biết, có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, giấu giếm làm sao được. Như Hữu Đạo nhịn không được mà bật cười thì ra là thế. Tới lúc này, người đi thông báo cũng đã trở lại, dịch thư cũng đi ra ngoài, hỏi ai là Nưu Hữu Đạo. Hai người vội đi tới, Nưu Hữu Đạo chào, chính là ta. Xin mời, dịch thư nghiêng đầu ra hiệu, đợi Nưu Hữu Đạo bước lên bậc thang mới đưa tay ngăn cản quản phương nghi định đi vào, ngươi là ai? Nưu Hữu Đạo vội vàng giải thích, người này chính là hồng nương Tề Kinh. Thật ra dịch thư đã sớm biết được, chỉ cố ý hỏi vậy thôi. Khi nhìn tới quản phương nghi thì nàng không thể không thừa nhận người phụ nữ này bảo dưỡng rất tốt, nhìn vẫn rất trẻ, bộ dáng tùy mỹ thướt tha, vẫn có vẻ đẹp việt thế vô song, khó trách diễm danh truyền thiên hạ, làm cho vô số đàn ông yêu thích. Đương nhiên là bảo dưỡng tốt rồi, quản phương nghi chính là một người phụ nữ thích trưng diện, dùng rất nhiều tài nguyên để bảo dưỡng nhan sắc của mình. Đàn ông khi nhìn bà ta thì vẫn coi bà là một đại mỹ nhân, tề hoàng hảo vân đồ là ngoại lệ, bởi vì y đã quen nhìn vô số người đẹp trong hậu cung rồi thế nhưng thường thường thì phụ nữ không thích những phụ nữ khác được nhiều đàn ông thích dịch thư lạnh lùng nói có nói cho ngươi vào hay sao quản phương nghi dừng lại bị người này nói như vậy làm bà ta khá xấu hổ thế nhưng vẫn cười mà lui xuống không được người phụ nữ khác thích cũng không phải lần đầu bà gặp phải dịch thư quay người đi thẳng đi theo ta sau khi nhận được thông báo thì nàng cũng không bẩm báo với long hưu cũng không cần thiết thông báo loại người như hồng nương có thể gặp sư phụ mình hay sao nghiêu hữu đạo nhìn cô nàng này rồi lại quay đầu nhìn quản phương nghi đi theo dịch thư vào bên trong trong đình viện đình đài lầu các rất mỹ lệ làm cho nhưu hữu đạo cảm nhận được sự khác biệt giữa khách bình thường và khách quý là như nào thế nhưng hắn không oán trách gì cả địa vị của người càng cao được hưởng càng nhiều mà tới gần một nhà thủy tạ nhà xây trên mặt nước nhưu hữu đạo thấy long hưu đang nửa nằm trên giường đọc sách phía xa người này chính là một trong những người quyết định vận mệnh của toàn bộ nước yến dịch thư đi vào trong thông báo sư phụ nhưu hữu đạo tới lỗ tai nhiêu hữu đạo hơi nhúc nhích cũng để ý tới cô nàng này hơn là đồ đệ của long hưu sao long hưu ừ một tiếng cũng không phản ứng gì nữa có vẻ như vẫn chú ý vào quyển sách trong tay mình khi được dịch thư đưa vào thì nhiêu hữu đạo đi lên hành lễ nhiêu hữu đạo nam châu nước yến bái kiến cung chủ động tác long hưu không thay đổi ánh mắt lại rời tới người nhiêu hữu đạo nhìn từ trên xuống dưới rồi mỉm cười chờ người tới đúng là lâu bản cung đã đợi người khá lâu rồi nhiêu hữu đạo không kiêu ngạo không tự ti mà cười sai lầm ta bị một người bạn dây dưa nàng nói rằng nàng quen biết ngài luôn đòi ta cho đi cùng để gặp ngài cho nên mới chậm trễ như vậy long hưu hơi kinh ngạc mà hỏi lại người quen của ta sao ai vậy nghiêu hữu đạo hồng nương tề kinh long hưu kinh ngạc hỏi tiếp nghe nói hiện tại nàng ấy đi cùng ngươi làm sao nàng cũng tới đây à nghiêu hữu đạo rõ ràng người này còn không biết hồng nương tới ánh mắt hơi liếc về phía dịch thư đang đứng ở một bên rồi cười trả lời Long Hưu, còn đang ở ngoài cửa, nàng ấy không được cho phép nên không dám đi vào. "Ha ha, cũng coi như bạn cũ của ta, đã nhiều năm không gặp rồi." Long Hưu chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc cuốn sách trong tay về phía Dịch Thư mà nói, "Nhanh đi, mời nàng ta vào." Dịch Thư cảm thấy thật sự bất ngờ, không nghĩ tới người phụ nữ thấp hèn kia lại là bạn bè của sư phụ mình. Nàng liếc xéo về phía Như Hữu đạo, "Tới lúc này cũng công nhận lời nói của Trần Đình Tú." người này thật sự là ngang ngược, không coi ai ra gì. Hắn ta không để mình vào mắt, mình không cho vào thế mà lại trực tiếp cáo trạng với sư phụ mình. Điều này thật sự là đổ oan cho Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo làm sao có thể tố cáo nàng ta chứ? Hắn chỉ biết quản phương nghi quen biết Long Hưu, muốn kéo quản phương nghi tới làm dịu không khí, nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn mà thôi. Từ đầu tới cuối hắn đều không muốn tố cáo ai cả. Thế nhưng dịch thư lại không cho rằng như vậy, ấn tượng của nàng về Nhiêu Hữu Đạo đã bị Trần Đình Tú bôi đen rồi. Rõ, Dịch Thư vẫn đáp lại rồi rời đi, nói tới Hồng Nương làm Long Hưu suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra năm đó. Chỉ một lát sau, quản phương nghi đi tới, Long Hưu nhìn lại người đang tới thì nhận ra được, đúng là người phụ nữ đó, bộ dáng vẫn tùy mỹ thướt tha. Long Hưu khẽ cười và rất cảm khái. Năm đó, ông đi tới nước tề làm nhiệm vụ, bị người khác kéo đi gặp nàng ấy. Lúc đầu ông còn không muốn đi, sợ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của bản thân, thế nhưng không thể làm gì khác, bạn của ông kéo bằng được ông đi tới nơi đó. Trên thực tế, thanh danh của quản phương nghi rất lớn, hầu như mọi thanh niên đều biết tới nàng. Khi tới tề kinh, những người nào tự nhận là có điều kiện đều sẽ tới đó chiêm ngưỡng nàng một lần. Cứ như vậy ông đi tới phù phương viên, sau khi gặp một lần thật sự bị sắc đẹp vô song của quản phương nghi chinh phục, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ nếu như có được nàng thì dù có chết cũng sẽ không hối tiếc. Trong một tháng sau đó, ông còn thường đi tìm quản phương nghi, muốn theo đuổi nàng, thế nhưng lại bị quản phương nghi từ chối một cách khóe léo. Sau đó, nhiệm vụ của ông cũng kết thúc, phải trở lại sư môn, cộng thêm việc bị quản phương nghi từ chối, lại thấy lúc đó người theo đuổi quản phương nghi có rất nhiều thanh niên xuất sắc hơn ông, nên ông cảm thấy không có chút hy vọng nào cả. Dần dần ông bình tĩnh lại, biết được vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng tiền đồ của mình thật sự không đáng, cho nên ông tiếc nuối mà rời đi nơi đó. Chuyện đã dần dần rơi vào quên lãng hiện tại lại nghĩ tới thật sự cũng là một cảm xúc khá tuyệt, nhất là gặp lại được Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi bái kiến Long Cung Chủ, Quản Phương Nghi đi tới, nửa ngồi mà hành lễ, cố ý khách khí quá đáng, để biểu thị sự bất mãn của mình về chuyện vừa nãy. Long Hưu cười lớn, xua tay ra hiệu không cần khách khí, hồng nương, nhiều năm không gặp, bộ dáng vẫn không chút yếu kém so với năm đó. Quản Phương Nghi, người đừng cười nhạo ta, hiện tại ta hoa tàn ít bướm, làm gì còn đẹp đẽ gì nữa. Long Hưu xua tay, không già, không già, ta mới thật sự là già. Quản Phương Nghi, người còn lớn tuổi hơn ta nhiều, già hơn là chuyện bình thường mà ta. Nghiêu Hữu đạo cố ý quan sát phản ứng của Long Hưu. Ây, Long Hưu hơi ngơ ngác, ông phát hiện người phụ nữ này khác biệt với năm đó. Năm đó Quản Phương Nghi là một người nói chuyện dịu dàng đáng yêu, hoặc là một bức mỹ nhân băng tuyết, cao không thể chạm. Hiện tại thì khi nói chuyện lại rất hào phóng nên ông cười khổ, dân trà. Hai người ngồi đi, Dịch thư cảm thấy nghi ngờ đi dâng trà, thầm nhủ, làm sao ta cảm giác quan hệ của người phụ nữ này và sư phụ không tầm thường, chẳng lẽ hai người có quan hệ. Có thể nói rằng Nhiêu Hữu đạo bởi vì có quản phương nhi mới được Long Hưu mời trà. Nếu đã tới, quản phương nhi cũng không khách khí gì cả, ngồi xuống, bắt chéo chân rồi nhìn xung quanh, nơi tiếp đái Long Cung chủ thật sự là tốt, chúng ta không thể nào mà so sánh được. Long Hưu thấy nàng bắt chéo chân lên thì càng phát hiện người thuộc nữ trong ấn tượng của mình đã thay đổi rất nhiều. Ông cười rồi đáp, thuận theo chủ nhân mà thôi. chương 723, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân 1. Trà được dâng lên, bà ta để ý cô gái dâng trà cũng là cô gái đã khiến bà ta khó chịu trước đó. Quản phương nghi hỏi một câu, cung chủ, vị này là. Dịch thư liếc mắt nhìn bà ta, cho rằng bà ta muốn cáo trạng mình. Long Hưu không biết rõ tình hình, mỉm cười đáp tiểu đồ dịch thư, đệ tử quan môn. Quản phương nghi liền quay sang nói với dịch thư, dịch cô nương chắc không biết, năm đó sư phụ của ngươi rất tốt với ta, ra tay xa xỉ, ném một vạn kim tệ cũng không thành vấn đề. Tự dưng nói mấy thứ này làm gì, Nghiêu Hữu Đạo liên tục nháy mắt với bà ta, bà ta lại giả vờ như không thấy, cố tình nói cho dịch thư nghe. Dịch thư quay sang nhìn sư phụ của mình, Long Hưu giờ khóc dở cười, lắc đầu liên tục một cái chớp mắt đã hơn 30 năm. Khi đó ta quá khinh cuồng, sợ là để Hồng Nương chê cười rồi, nhưng vẫn là tuổi trẻ tốt hơn. Ông ta cũng không tị hiềm, có thể thấy được ông ta đã thật sự buông xuống. Quản Phương Nhi nói, cũng không dám chê cười, ta còn hối hận đến phát điên nữa là. Nếu sớm biết ngươi có thể trở thành trưởng môn tiêu diêu cung, năm đó ta đã quấn lấy ngươi, chết cũng phải gả. Ha ha, Long Hưu ngồi xếp bằng trên giường ngửa mặt cười to, chỉ vào Quản Phương Nhi, năm đó người ái mộ nàng không ít, Long Hưu ta bề ngoài xấu xí, không lọt vào pháp nhãn của hồng nương nàng đâu. Tuy nói là nói như vậy, chỉ là khách sáo mà thôi, nhưng trong lòng ông ta cũng biết, nếu lúc đó ông ta ở cùng người đàn bà thanh danh như thế sư môn tất sẽ phản đối còn bị đồng môn công kích với tình cảm của ông lúc bấy giờ cho dù bà ta đồng ý ở với ông ông ta sợ sẽ không dễ dàng buông tay kết quả sẽ chọc giận sư môn ông ta cũng không thể lên làm trưởng môn tiêu diêu cung như bây giờ đương nhiên cũng có thể sẽ xuất hiện một kết quả khác dưới sự bức bách và áp lực có lẽ ông ta sẽ phụ người phụ nữ này quản phương nhi nói nói cho cùng vẫn là ta có mắt không chồng đã bỏ qua ngươi. Nếu không, bây giờ ta đã là cung chủ phu nhân rồi, xem ai còn dám khi dễ ta nữa. Long Hưu cười hỏi, ai dám khi dễ nàng, người khi dễ ta nhiều lắm, quản phương nghi chỉ nghiêu hữu đạo, hắn thường xuyên khi dễ ta, gạt ta rời khỏi tề kinh, bây giờ còn phải làm nha hoàn cho hắn sai khiến. Long cung chủ, người hãy chủ trì công đạo cho ta. Vậy à, Long Hưu nghiêm mặt, giả bộ khiển trách, nghiêu hữu đạo, đây là ngươi không đúng. Nghiêu hữu đạo cười khổ, cung chủ, Ngài nhìn biểu hiện của bà ấy đi, có giống như người bị ta khi dễ sao? Ngài có từng thấy nha hoàn nào không có việc gì hất nguyên chén trà vào mặt chủ tử không? Ai khi dễ ai nhỉ? Quản phương nghi trừng mắt, đó là người tự tìm. Ha ha, Long Hưu mỉm cười, bưng chén trà nhấp một ngụm, ý cười dần dần thu lại, quay sang nhìn Nhiêu Hữu Đạo, giọng điệu cũng thay đổi, Nhiêu Hữu Đạo, người gặp ta có việc gì? Nhiêu Hữu Đạo đứng dậy, cung kính nói, khi ta đến vạn thú môn, nghe nói pháp giá công chủ ở đây nên không dám quấy dày, nhưng rồi lại không dám xem như không thấy đành phải kiên trì đến bái kiến long hưu cười như không cười nói chỉ đến bái kiến không thôi sao nghiêu hữu đạo đáp lại đúng long hưu ngược lại có chút ngoài ý muốn như nghiêu hữu đạo đã nói hắn không nói đến bất luận chính sự nào chỉ đơn thuần đến bái kiến nghe quản phương nghi và long hưu cười nói với nhau thỉnh thoảng chen vào cười một cái làm nền có một người mà mình đã từng ái mộ đến đây nịnh nọt hôm nay tâm trạng long hưu ngược lại không tệ vui vẻ nghe quản phương nghi chiêu đùa. Sau khi khách đi rồi, Long Hưu im lặng dựa vào lan can đình thủy tạ. Người nào mà chưa từng có tuổi trẻ, người nào mà chưa từng có chuyện cũ nhớ mãi không quên trong ký ức. Gặp lại, gia nhân năm đó không còn dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, khiến cho người ta phải bùi ngùi không thôi, đồng thời cũng có chút mất hứng, phát hiện chuyện đã qua rồi, gặp nhau không bằng hoài niệm. Dịch thư tiến khách trở lại, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Long Hưu, hỏi một câu, sư phụ, ngài thấy nghiêu hữu đạo như thế nào? long hưu nói nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ không đơn giản đâu nếu không phải xuất thân và nội tình kém một chút thiếu thế lực và bối cảnh mấy sư huynh muội các con cũng không bằng hắn dịch thư hơi khinh thường con thấy hắn chẳng tài giỏi gì chỉ biết a nịnh hót sư phụ đừng để biểu hiện của hắn che đậy nhìn dáng vẻ nịnh nọt ngẫu nhiên xen vào của ngưu hữu đạo nàng ta muốn ói nếu không phải hồng nương tề kinh xuất hiện lại quen biết với sư phụ khiến nàng ta không tiện phát tác nàng ta đã cho Ngưu Hữu Đạo đẹp mắt rồi, nói không chừng còn thu thập hắn ngay tại chỗ. A à, Du nịnh hót, con nghĩ hắn như vậy sao? Long Hưu quay đầu nhìn nàng ta, rồi lại quay ra nhìn bóng đêm, con đương nhiên không có tư cách A à, Du nịnh hót rồi, hắn cũng không có, khi cần cúi đầu thì không thể không cúi đầu. Con có thể nói hắn A à, Du nịnh hót, cũng có thể nói hắn là đại trưởng phu có được giãn được, tùy con suy nghĩ như thế nào. Nhưng con hãy nhìn lại đi, một núi không thể có hai hổ, hai thế lực lớn ở nam châu sớm muộn gì cũng phải nhất quyết thư hùng một phen chỉ xem ai là người thăng trầm cuối cùng mà thôi dịch thư hỏi sư phụ hy vọng nghiêu hữu đạo có thể thắng long hưu bình thản đáp ai thắng ai thua đều không ảnh hưởng đến lợi ích của tiêu diêu cung cũng không quan trọng ai thắng ta hy vọng cường giả chính là người thắng không phải cái gì ở nước yến này cũng do chúng ta xông về phía trước phía dưới cũng có thể xông pha chiến đấu có thể tiêu hao đối thủ hiểu chưa dịch thư im lặng hỏi dò một câu sư phụ hồng nương kia rất xinh đẹp sao long hưu mỉm cười cảm khái đáp chẳng lẽ không xinh đẹp đương nhiên bây giờ bà ta đã kém xa năm đó năm đó bà ta được xưng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ phong hoa tuyệt đại sư phụ con thiếu chút nữa là không giữ mình được khóe miệng dịch thư nhếch lên lại hỏi quan hệ giữa sư phụ và bà ta rất tốt sao đây là chuyện mà nàng ta muốn biết nhất long hưu nói con suy nghĩ nhiều rồi quan hệ tồn tại hay không tồn tại cũng không thành vấn đề trở lại khách viện nghiêu hữu đạo vừa đi song song với quản phương nhi tiến vào viện tử vừa châm chọc lời gì cũng dám nói quan hệ giữa ngươi và long hưu đúng là không tệ quản phương nhi khinh thường nói lấy đâu ra quan hệ chứ chúng ta vốn chẳng có giao tình với nhau người ta chẳng qua rảnh rỗi việc vui thôi Người cảm thấy đến mức như ta mà còn tồn tại quan hệ hay không quan hệ sao ta có giá trị lợi dụng mới có quan hệ không có giá trị lợi dụng nhiều nhất cũng chỉ xem là quen biết. Nghiêu hữu đạo cười ha hả, xem ra người cũng hiểu đấy. Quản phương nghi xì một tiếng, nhiều năm rồi, ta xem như nhìn thấu. Ta không muốn đi, người nhất định phải kéo ta đi. Người ta không quan tâm thì không sao, nếu quan tâm, sợ so ta ảnh hưởng danh dự của người ta, người mới kéo ta đi. Làm không tốt, ảnh hưởng sẽ ngược lại. Nghiêu hữu đạo hiểu được vì sao bà ta không muốn nhắc đến quan hệ với những người kia. Hắn cười nói, người nào mà ngươi chưa từng thấy qua gặp hạng người nào, nên nói cái gì với hạng người đó, người tất nhiên đã có tính toán, ta ngược lại không lo lắng. Gọi người đi là để hòa hoãn bầu không khí mà thôi, còn có thể có chuyện gì chứ? Nghe đến đây, quản phương nghi tò mò hỏi, từ đầu đến cuối cũng không nghe người nói đến chính sự, ngược lại còn gợi ý ta nói chuyện với người ta nhiều hơn, rốt cuộc là người muốn làm gì người ta? Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi ngang qua sân khấu thôi sao? Nghiêu hữu đạo nói ra hai chữ, đánh cờ. Quản phương nghi mở to mắt, ý thức được hắn đang bố trí ván cờ nào đó, hiếu kỳ hỏi muốn đánh cờ gì. Như hiểu đạo dừng lại, được rồi, người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dẫn người đi bái phỏng mấy nhà khác. Ta còn muốn dựa vào mặt mũi của ngươi mà ngồi thêm một lát. mươi 724, Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân 2 Lại làm người khác khó chịu vì thèm, quản phương nghi trừng mắt, đừng gọi ta, ta không đi đâu. Dứt lời, bà ta quay đầu bỏ đi, như hữu đạo làm như không nghe thấy dù sao đến lúc đó cũng có cách bắt bà ta đi viên cương đang ẩn mình trong bóng tối bước đến ngài không sao chứ nghiêu hữu đạo lắc đầu hỏi bên thành vạn tượng người của ngũ lương sơn có tin tức gì không viên cương đáp người của ngũ lương sơn tập trung đến đã được bố trí giám sát trong thành trước mắt còn chưa phát hiện người của đại thiền sơn xuất hiện nếu tính toán thời gian không tính đi đường chắc còn chưa đến nhưng cũng sắp rồi còn có một khả năng tất cả đã thay hình đổi dạng nếu không biết bọn họ sợ là khó mà phát hiện. Như Hữu Đạo nói, huyến giới chưa đóng lại, sau khi Đại Thiền Sơn biết được tin tức, nhất định sẽ phái người đến kiểm tra tình huống, không đặt chân ở thành vạn tượng thì cũng ở vạn thú môn thôi. Cứ tiếp tục giám sát ở thành vạn tượng, phát hiện được lập tức báo cho ta biết ngay. Về phía vạn thú môn, ta sẽ bảo Triều Thắng Hoài hỗ trợ xem xét, cũng có thể bảo gã giúp đỡ tìm kiếm ở thành vạn tượng. Viên Cương hỏi, công khai tìm Triều Thắng Hoài ở vạn thú môn có thích hợp không? nghiêu hữu đạo nói không cần công khai tìm đâu tên kia cũng đang căng lên như dây cung lo lắng ta sẽ làm loạn phát hiện điều bất thường không rõ là sẽ không yên tâm ta dám cam đoan gã vẫn luôn để ý đến bên này biết ta đi gặp người của tiêu diêu cung sẽ sinh ra lo lắng chủ động tìm đến cửa ánh đèn mờ nhạt nguyệt điệp chiếu sáng rực rỡ trên xà nhà ngồi trên bồ đoàn trong điện tây hải đường khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa cửu sơn đến khoanh chân ngồi xuống đối diện như hữu đạo đã đến gặp long hưu Tây Hải Đường nhắm mắt nói, gặp thì gặp, có đáng để ngươi đi một chuyến không? Lại muốn nói giúp cho Thiên Ngọc Môn, Cưu Sơn nói, trưởng môn hiểu lầm rồi, chỉ là muốn nhắc qua một chút thôi. Thời gian gặp mặt không ngắn, như Hiếu đạo ngồi hơn nửa canh giờ mới ra ngoài, sợ là không phải đến bái kiến một cách đơn giản. Tây Hải Đường mở mắt ra, Long Hưu có thể nói chuyện với hắn lâu như vậy sao? Cưu Sơn đáp, chính vì ta cảm thấy có chút bất thường nên mới đến đây thông báo. Đúng rồi, như Hiếu đạo còn mang theo người đến, là hồng nương tề kinh. Bà ta cũng đến sao, Tây Hải đường kinh ngạc, khóe miệng nhếch lên không dễ gì thấy được, sao trước đó không nghe ngươi đề cập đến. Bản thân như hữu đạo không tính là gì, bà ta chỉ là người đi theo, ta nhắc đến bà ta làm gì. Cừu Sơn phát hiện phản ứng của người này không đúng, hoài nghi hỏi trưởng môn quen với bà ta. Tây Hải đường thấy y nhìn mình bằng ánh mắt không ổn, biết y hiểu lầm, vội giải thích, ngươi đừng nghĩ sai, ta đúng là có quen biết bà ta. Năm đó, Danh tiếng bà ta rất lớn, cũng không có ai chống lưng, cũng không phải là người trong môn phái mà không tiện gặp. Người lui tới Tề Kinh, phàm là có chút nội tình đều có thể dễ dàng gặp mặt. Khi ta đến Tề Kinh làm việc cho sư môn, nghe nói đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ đang ở Tề Kinh, tất nhiên cũng không tránh khỏi việc muốn đến xem đệ nhất mỹ nhân là như thế nào. Sau khi gặp mặt, thấy bà ta cũng bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cừu Sơn ngoài miệng ừm một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm nhủ. Nếu chẳng có gì đặc biệt, tại sao phản ứng của ngươi lại lớn như vậy? Thấy người này hình như không tin, Tây Hải đừng muốn nói lại thôi, ngẫm lại cũng lời giải thích, tránh càng bôi càng đen. Đương nhiên, ông ta cũng không khỏi có chút trột dạ. Ông ta không chỉ gặp mặt một lần đơn giản như vậy. Sau khi gặp một lần rồi, ông ta lại chủ động đi gặp thêm mấy lần nữa, cuối cùng cũng vì thân bất do kỳ không thể không trở về. Thân là đệ tử vạn thú môn, không có việc gì, cũng không thể cứ ở mãi tề kinh không quay lại. Cửu Sơn mang theo hoài nghi trở về, ông ta vừa về đến viện tử của mình, lập tức có đệ tử đến thông báo, trưởng lão, trần trưởng lão của Thiên Ngọc Môn đến tìm ngài. Nói xong liền chỉ ra ngoài, Cửu Sơn nhìn lại, phát hiện Trần Đình Tú đang đứng chờ bên ngoài, cũng đã nhìn thấy ông ta, đang chắp tay ôm quyền từ xa đi tới. Cửu Sơn ra hiệu đệ tử lui ra, trong lòng thật sự cảm thấy không kiên nhẫn nổi nữa, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì đạo đái khách, Trần Huynh, Huynh lại có việc sao? trần đình tú biết làm phiền người ta mãi cũng không được tốt nhưng cũng không còn cách nào khác nghiêu hữu đạo trốn ở vạn thú môn mà ông ta lại đến đây vì nghiêu hữu đạo ông ta chẳng quen biết người ở đây cũng chỉ có thể tìm người của vạn thú môn nhờ hỗ trợ ông ta không thể ngồi nhìn nghiêu hữu đạo làm ra chuyện bất lợi với thiên ngọc môn chỉ có thể mặt dày mày dặn đến đây thật ngại quá ta chưa quen với cuộc sống ở đây chỉ có thể một lần nữa thỉnh giáo cửu huynh trần đình tú chắp tay bồi tội Cửu Sơn hỏi, vẫn là chuyện của Ngưu Hữu Đạo. Trần Đình Tú đáp, Cư huynh anh minh, là như thế này, ta muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo có đến gặp Long Hưu hay không? Có biết bọn họ nói chuyện như thế nào không? Cư Sơn nói, Trần huynh, ta thấy có chút hơi quá rồi. Vạn thú môn ta không phải là tai mắt của Thiên Ngọc môn, cũng không thể vì Thiên Ngọc môn huynh mà giám sát các vị khách đến Vạn thú môn được. Ta hiểu, ta hiểu. Trần Đình Tú liên tục chắp tay, thậm chí còn không ngừng cúi đầu. Thấy ông ta như vậy, cừu sơn do dự một chút cuối cũng cũng nể mặt nói gặp khẳng định là gặp rồi còn nói chuyện gì thì ta không biết vạn thú môn không nghe lén khách nói chuyện nhưng thời gian hắn đến gặp long hưu cũng không ngắn khoảng hơn nửa canh giờ lâu như vậy sao trần đình tú kinh ngạc hỏi cừu sơn nói trần huynh mọi việc dừng ở đây thôi tự huynh giải quyết cho tốt ở đây là vạn thú môn không phải thiên ngọc môn không phải là nơi người ngoài muốn làm gì thì làm tốt nhất đừng gây ra chuyện trong lời nói của ông ta mang theo ý cảnh cáo. Vâng, 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 Trần Đình Tú liên tục đồng ý, ân tình của cửu huynh, Trần Mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng. Cửu Sơn cũng không giữ ông ta lại, trên đường Trần Đình Tú trở về, có thể nói là vô cùng lo lắng. Ông ta biết Long Hưu không phải người tầm thường, tu sĩ bình thường muốn gặp ông ta một lần cũng không dễ dàng. Có chuyện gì có thể khiến cho Nghiêu Hữu Đạo chiếm dụng thời gian của Long Hưu nhiều như thế? Còn nữa, ông ta cũng biết dịch thư bên kia cũng không vừa mắt nghiêu hữu đạo. Bây giờ xem ra, dường như cũng không có tác dụng gì. Theo như những gì ông ta biết, dịch thư hẳn không dễ nói chuyện mới đúng chứ. Nhưng ông ta không biết, quản phương nghi xuất hiện, lại quen biết với Long Hưu, đè dịch thư xuống, khiến ngưu đồ của ông ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sáng sớm, Chu thiết tử thu dọn bữa sáng của khách rồi rời đi, nghiêu hữu đạo bước ra khỏi viện tử, đứng dưới cây đại thụ một bên núi, khoanh tay ngắm phong cảnh. Không bao lâu sau, không nằm ngoài dữ liệu của hắn, triệu thắng hoài đã xuất hiện. Nhưng không phải là chạm mặt trực tiếp, mà là bay từ trong núi ra, giống như tình cờ đi ngang bên này. Nhìn triệu thắng hoài biến mất trong núi, như hiếu đạo rũ bàn tay đang lồng trong áo xuống, lòng bàn tay tiếp được một tờ giấy đã được vê thành hình tròn nhỏ. Hắn dùng ngón tay vạch tờ giấy, giống như đang tùy ý vén tay áo, chỉ thấy trên tờ giấy có viết một hàng chữ, đối diện, dây nho, bên khe suối, nghịch nước. Hắn đưa mắt nhìn phía đối diện, chỉ thấy trên vách núi có một đám dây nho rũ xuống, cũng không biết Triệu Thắng hoài có ý gì, nhưng người ta đã nói như vậy, tất sẽ có nguyên nhân. Hắn bỏ tờ giấy vào trong tay áo, dùng lực bóp nát tờ giấy thành bột mịn. Hắn quan sát bốn phía, chờ thêm một lát, Chu Thiết Tử trở về, bẩm báo lại, "Nhiêu huynh, ta đã chuyển lời của huynh rồi, bây giờ chờ sư môn thông báo." "Vâng, làm phiền rồi." Nhiêu Hữu đạo chắp tay, Chu Thiết Tử mỉm cười khoát tay, "Không sao đâu." chỉ là truyền lời, cũng không cần phải khách sáo như vậy. mươi 725, đạo ra lại nữa rồi. Đúng lúc nhìn thấy viên cương từ môn đình đi ra, nhiều hữu đạo hất cầm về phía viên cương, ta nghe viên cương nói, sư phụ của Chu Huynh khi ra ngoài làm việc cho tông môn đã lâm nạn ngoài ý muốn, bây giờ bên cạnh lệnh sư cũng chỉ có một mình Chu Huynh. Nghe đến đây, gương mặt Chu Thiết Tử hiện lên sự chua sót, cười gượng, hành tẩu trong giới tu hành, khó tránh khỏi sẽ gặp phải chút mưa gió cũng như những chuyện ngoài ý muốn. Khi gia sư mở cửa nhận đồ đệ, cũng chỉ thu một mình ta, còn chưa kịp thu thêm sư đệ cho ta thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy ta mới một thân một mình. Thật ra, thanh tu một mình cũng tốt mà, có thể tự do tự tại trong thời buổi loạn thế này, so với tán tu bên ngoài mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, ta thật sự rất thỏa mãn. Đây thuần túy chỉ là lời an ủi bản thân, nếu thật sự tốt như vậy, y đã không làm mấy việc lặt vặt mà sống, cũng không có ai giúp y nói chuyện. Mấy năm qua, y vẫn luôn dựa vào những việc vặt này mà sống qua ngày hệ của y có nguồn gốc từ trưởng môn vạn thú môn trước đó chu xích thành liên quan đến lợi ích phân tranh trong nội bộ nhiều năm về sau nhất hệ của y đã bị xa lánh bị đứt gãy cho đến bây giờ chu hệ có thể nói chỉ còn lại một mình y nghiêu hữu đạo tất nhiên cũng biết y nói vậy chỉ để giải sầu tuổi còn trẻ mắt thấy người ta phong quang còn mình thì bị hô tới quát lui ai cũng có thể sai khiến được có mấy người trẻ tuổi nào có thể cam tâm tình nguyện chứ hắn gật đầu nói chu huynh huynh nghĩ như vậy rất tốt nhưng ta thấy chu huynh tướng mạo đường đường cũng không đứng dưới chót mãi đâu chu thiết tử đưa tay sờ mặt mình nhịn không được cười ngược có chút xấu hổ khi được khen tướng mạo của y có thể nói là rất đẹp da thịt trắng nõn chẳng khác nào một tiểu thịt tươi nhưng như vậy thì có thể làm được gì nội bộ môn phái muốn trèo lên cũng phải cạnh tranh khốc liệt bên trên không có ai hỗ trợ nói chuyện tất nhiên sẽ không có cơ hội ra mặt nếu y dám si tâm vọng tưởng, đắc tội với người khác, ngay cả việc duy trì như bây giờ cũng không còn, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục thê thảm, muốn thanh tịnh như cũ cũng khó mà đảm bảo. Đoán chừng, đời này của y cũng chỉ như vậy thôi. Chu thiết tử thở dài, lắc đầu cười nói, như huynh quá khen rồi. Như hữu đạo làm ra vẻ thành khẩn, Chu huynh không cần khiêm tốn. Tại hạ và Chu huynh mới quen đã thân, ta nguyện cùng Chu huynh kết bái làm huynh đệ khác họ, không biết Chu huynh có nể mặt không. Viên cương không nhịn được ngẩng đầu lên trời, nói thầm trong lòng. Đạo ra lại nữa rồi. Chu thiết tử nghẹn họng nhìn Nghiêu Hữu đạo chân chối, còn tưởng mình nghe lầm kết. Kết bái, Nghiêu Hữu đạo chân thành nói, không sai, ta không phải nói đùa đâu. Cái này, cái này, Chu thiết tử cả lăm một hồi, gương mặt không thể tin nổi. Từ lúc y bước vào vạn thú môn, ngoại trừ thành vạn tượng, y không hề tiếp xúc với bên ngoài, cơ bản không đặt chân vào thế tục hồng trần. Khi sư phụ còn tại thế, ông đã giảng giải cho y chuyện của giới tu hành. Sau khi sư phụ qua đời, những chuyện liên quan đến giới tu hành y cũng chỉ có thể đọc trong những kỷ sự của tông môn, cùng với loại thượng thanh thập di lục mà nhiêu hữu đạo đã xem trước kia. Phần lớn những hiểu biết về giới tu hành cũng đến từ phương diện này. Đối với nhiêu hữu đạo vừa mới quật khởi mà nói, nói thật, y hoàn toàn không biết là ai, chỉ nghe người bên trên phân phó công việc nói qua một chút mà thôi. Là người bị trục xuất khỏi thượng thanh tông, gần đây mới có được một chút thành tựu khách mà y phụ trách tiếp đái cũng không phải khách quý cao cấp. Loại khách quý cao cấp, không đến phiên y tiếp xúc. Nhưng y cũng biết, khách có thể đến vạn thú môn, thân phận và địa vị không phải loại đệ tử chuyên làm việc và tầng dưới chót nghĩ y có thể so sánh. Cả năm cả nửa ngày, rốt cuộc y cũng lên tiếng, việc này có thích hợp không? Nghiêu hiểu đạo hỏi lại, chẳng lẽ chu huynh xem thường ta? Không, không, không. Chu thiết tử vội vàng khua tay giải thích, ta chưa nghe nói qua có chuyện tương tự như vậy ở vạn thú môn, ta cũng không biết đệ tử trong môn có được phép kết bái với người bên ngoài hay không, hay phải được sư môn cho phép. huynh có thể chờ ta đi hỏi rồi trả lời sau được không? như vậy à? như hữu đạo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, được rồi, không cần huynh đi xin phép đâu. huynh không có tiếng nói, đi xin phép dễ bị người ta chất vấn. tạm thời không cần xin phép đâu, tránh cho người ta hoài nghi ta mưu đồ làm loạn trong lúc này. chờ khi ta rời khỏi vạn thú môn, ta sẽ hướng cao tầng của vạn thú môn đề cập đến việc này chu huynh cảm thấy thế nào nghe xong viên cương đại khái hiểu được đạo gia đang có ý gì đạo gia chỉ đang làm chuyện gặp núi mở đường gặp nước lấp cầu mà thôi làm việc ở vạn thú môn không được tiện cho lắm mặc kệ chu thiết tử có phải là cơ sở ngầm của bọn họ hay không khi phát hiện dị thường y nhất định sẽ bẩm báo lên trên chỉ cần lôi kéo được chu thiết tử bọn họ làm việc cũng không cần lo lắng trước dọn sạch chướng ngại bên người cái này cái này chu thiết tử lại do dự y như phát mộng khi đụng đến mấy chuyện này là chuyện mà y nằm mơ cũng không nghĩ đến như hữu đạo nói chu huynh không đồng ý chu thiết tử đáp chỉ sợ không trèo cao nổi thôi như hữu đạo hỏi lại ta chỉ hỏi huynh có đồng ý hay không thôi chu thiết tử cười khổ chỉ cần sư môn đồng ý ta tất nhiên không thành vấn đề được việc này cứ bao hết lên người ta như hữu đạo đưa tay vỗ vai đối phương ta không tin đến lúc đó vạn thú môn lại không nể mặt ta vẫn còn để huynh đệ của ta tiếp tục làm việc vặt hầu hạ người khác tối thiểu cũng phải cho huynh một cơ hội ra mặt chứ nghe xong chu thiết tử như tỉnh ra ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ giống như nhìn thấy được một tia hy vọng như hữu đạo quay người chỉ xuống khe núi chu huynh nước suối bên dưới khe núi mát lạnh thấy thích thích ta muốn xuống dưới một chút không phạm húy chứ chu thiết tử vội bảo đảm chỉ cần huynh không chạy loạn ngắm cảnh xung quanh đây cũng không ai nói gì đâu như huynh cứ yên tâm không thành vấn đề được cam đoan như hữu đạo một mình phi thân xuống hắn đứng bên cạnh dòng suối thỉnh thoảng dùng ngón tay nhúng nhúng xuống dòng suối lạnh buốt một lát sau đằng sau đám dây nho truyền đến giọng nói trầm thấp của triệu thắng hoài hôm qua ngươi đến gặp long hưu của tiêu diêu cung như hữu đạo lặng lẽ để ý phát hiện đằng sau đám dây nho có một khe hở triệu thắng hoài không biết chui vào từ chỗ nào như hữu đạo dạo bước bên khe suối vừa đi vừa nói hãy lo làm tốt chuyện của ngươi đi đừng quan tâm chuyện không nên quan tâm Triệu Thắng Hoài nói: "Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng làm loạn. Nếu không, ai cũng đừng hòng tốt hơn ai." Ngưu Hữu Đạo nói: "Ta biết, ta sẽ không làm loạn, sẽ cho ngươi thời gian, ngươi yên tâm đi." "Đúng rồi, hôm qua ta đi gặp Long Hưu, bị giữ lại rất lâu. Ngươi đã chú ý đến, có biết nguyên nhân gì không?" Triệu Thắng Hoài nói: "Làm sao ta có thể giám sát bên chỗ Long Hưu chứ? Ta có nghe nói ngươi đi gặp Long Hưu, còn chuyện bị giữ lại rất lâu, làm sao ta biết?" nhưng nghe nói hôm qua cũng có một người tên là trần trưởng lão của thiên ngọc môn ở nam châu đến muốn bái phóng long hưu nhưng long hưu không gặp ông ta chỉ gặp được đồ đệ của long hưu ta đang tự nhủ không biết có liên quan đến việc này hay không nghiêu hữu đạo nghe xong lập tức xác nhận lại trần đình tú triệu thắng hoài nói đúng hình như là cái tên này trần đình tú cũng đến vạn thú môn nghiêu hữu đạo suy nghĩ một chút rồi nói giúp ta tiếp cận ông ta xem ông ta làm gì ở đây Triệu Thắng Hoài nói, người tưởng ta có thể phân thân à? Chuyện này cũng đủ làm ta bận rộn rồi, lấy đâu ra tinh lực giúp người đi giám sát người khác. mươi 726, cái tát vang dội có tinh lực canh chừng ta, nhưng không có tinh lực đi canh chừng người khác. Nghiêu hữu đạo oán thầm, nói thiên ngọc môn và ta không hợp nhau, giúp ta lưu tâm một chút, tránh ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta. Hắn mặc kệ triệu thắng hoài có tinh lực hay không, cũng mặc kệ đối phương có giải quyết vấn đề này hay không, tóm lại cứ sắp xếp cho đối phương đi làm. Năng lực một mình hắn có hạn, không thể chuyện gì cũng tự mình quản lý. Khi cần buông tay cũng phải buông tay, huống chi hắn có lòng tin với triệu thắng hoài, người có thể ra tay tính kế hắn ở huyến giới cũng không phải kẻ ngu. Lấy mạng đấy, hắn tin rằng đối phương nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Huống chi, đối phương có tài nguyên triều hệ ở vạn thú môn. Theo những gì hắn biết, triều hệ là nhất hệ của trưởng môn Tây Hải Đường của vạn thú môn bây giờ. Triệu thắng hoài im lặng, gã ít nhiều cũng có nghe qua chuyện tranh phong của đối phương và thiên ngọc môn ở nam châu xem ra đang đối đầu thật âm thầm trò chuyện xong những gì cần nhắn nhủ như hiếu đạo cũng đã nhắn nhủ xong hai bên chọn nơi này làm chỗ liên lạc đồng thời thống nhất ám hiệu gặp nhau dễ dàng cho việc liên lạc bất cứ lúc nào trở lại đình viện không lâu đệ tử dẫn đường của vạn thú môn đến muốn dẫn bọn họ đến gặp người cần bái phỏng như hiếu đạo mời người dẫn đường chờ một lát sau đó đi tìm quản phương nghi Quản phương nghi đã sớm biết hôm nay cần phải làm gì, cứ núp trong phòng không chịu ra. Nghiêu hữu đạo gõ cửa, quản phương nghi trong phòng nói vọng ra, đang tắm, không rảnh, người đi một mình đi. Nghiêu hữu đạo thi pháp đẩy chốt cửa, trực tiếp bước vào. Trong phòng lập tức vang lên tiếng A à sợ hãi. Nghiêu hữu đạo bó tay, quản phương nghi đang trần chuồng ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm ngực, mắt trợn to nhìn hắn. Bên ngoài, trần bá và hứa lão lục bị tiếng thét chói tai của quản phương nghi kinh độc vội xuất hiện đồng loạt nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo ngoài cửa nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn hai người trong viện cười nói bà ấy đang tắm ta vào xem thử dứt lời hắn vội tiến vào còn thuận tay đóng cửa lại trần bá và hứa lão lục nhìn nhau đều cho rằng không có việc gì ai nấy trở về công việc của mình trong mắt bọn họ đây vốn là chuyện bình thường khi ở phú phương viên hai người kia đã sớm ở cùng với nhau rồi tên khốn kiếp mau cút ra ngoài mới sáng sớm, chưa gì đã tắm rồi. Này, thay quần áo đi, đừng đến gần, nếu không, người đừng trách lão nương không khách sáo. Người không khách sáo thì sao? Có bản lĩnh thì phá hủy phòng này đi, để mọi người cùng nhau thưởng thức một chút. Cút, nếu người còn chưa tắm xong, ta đứng đây thưởng thức vậy. Trong phòng ẩm ý một trận, cuối cùng, quản phương nghi nổi giận đùng đùng bước ra ngoài với nghiêu hữu đạo. Hai người cùng nhau đến bái phòng trưởng môn các đại môn phái khác. Nghe Triệu Thắng Hoài nói, còn chưa xác nhận chuyện ở huyến giới xong những người này tạm thời sẽ không tùy tiện rời đi nhưng ai cũng không dám cam đoan bọn họ có đột nhiên rời đi hay không cho nên nghiêu hữu đạo phải xử lý nhanh một chút đến từng nhà nghiêu hữu đạo xem như bái phục quản phương nhi người phụ nữ này chẳng những quen với trưởng môn các phái mà cao tầng trưởng lão gì của các phái cũng quen luôn có một số người quản phương nhi thậm chí không nhớ rõ đối phương là ai vẫn là đối phương chủ động đến nhắc Đối với quản Phương Nghi mà nói, nói bà là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là quá khen bà rồi. Trong thiên hạ vẫn có người xinh đẹp hơn bà, chỉ là đa phần đều bị các nhà quyền thế độc chiếm, ai còn có thể tùy ý lấy ra để bàn chứ? Năm đó, khi còn ở Tề Kinh, quản Phương Nghi không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa. Người có mặt mũi muốn gặp bà ta, bà ta cũng không tiện đắc tội mà không gặp. Dù sao cũng phải ứng phó một chút chứ. Những người tự tin tìm, tìm đến bà, nhiều ít cũng có chút nội tình trong các môn các phái. Không có chuyện tranh giành tình nhân mà bị người ta thu thập. Người bình thường nào dám tham gia náo nhiệt chứ? Trái lại, bà ta có những người đó bảo vệ, không có ai dám tùy tiện trêu chọc bà. Lúc đó, những người thân cư địa vị cao ở các phái, bình thường không thể tìm đến bà ta. Cho nên, phần lớn người tìm bà ta đều là thanh niên trai tráng của các phái. Mấy năm qua, những người năm đó đều đã già theo năm tháng, bất luận là thực lực hay tư lịch đều tăng lên. Quản Phương nghi cho rằng điều này rất bình thường ai bị đào thải thì sẽ bị đào thải ai phát triển thì sẽ dần phát triển vinh dự trở thành nhân vật quản lý các phái cho nên quen biết những người này cũng chẳng có gì lạ ngược lại bà ta cũng quen biết với những người thất bại của các phái cũng không ít những người này còn để lại ấn tượng khác sâu cho bà ta hơn các nhân vật thực quyền nhưng nghiêu hữu đạo lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ hơn phần nửa nhân vật thực quyền trong giới tu hành đều có quen biết người phụ nữ này hắn phát hiện bà ta xét theo một trình độ nào đó mà nói có thể nói là nhân vật truyền kỳ trong giới tu hành. Đáng tiếc là, quen biết thì quen biết, tuế nguyệt vô tình, quản phương nghi không còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm đó nữa. Phần lớn những người quen biết bà ta cũng không để bà ta vào mắt, cũng không có những dây dưa không rõ với bà, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Tài nguyên tốt như vậy lại không thể lợi dụng, Như hiểu đạo cũng cảm thấy đáng tiếc cho bà ta, nhưng ngẫm lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Thanh danh bà ta vốn chẳng được tốt, dưới diễm danh của bà ta, người chạy theo bà ta nhiều như vịt, nhưng cũng có thể khiến người ta tránh không kịp. Thanh danh vốn là thứ rất quan trọng mà, giáo chủ đang ở đây, nhưng bây giờ không tiện gặp hai vị. Xin hai vị chờ một lát, ngoài cổng viện thiên nữ giáo, thủ vệ gác cổng ngăn hai người lại. Không dám, như hữu đạo chắp tay, cùng với quản phương nghi bước sang một bên chờ. Mặt trời chiều đã ngã về tây, bắt đầu khuất dần sau dãy núi. Hôm nay gặp quá nhiều người quen cũ, quản phương nghi dường như có chút cảm khái, quay đầu nhìn cửa viện, phụ nữ bình thường nhìn ta bằng ánh mắt không tốt. Nhà này ta không đi cũng được, tránh tự rước lấy nhục. Ta ở bên ngoài chờ ngươi." Như Hữu đạo khẽ gật đầu, mục đích đã đạt được, chỉ còn một nhà cuối cùng, quản Phương nhi có đi hay không cũng không quan trọng, tránh cho người ta nói mấy câu không dễ nghe, khiến bà ta khó xử. Huống chi, giáo chủ thiên nữ giáo đã đồng ý gặp hắn, mà gặp hắn cũng chẳng phải vì quản Phương Nghi. Như hắn đã nói trước đó, hắn đã có lực lượng ở Nam Châu so với trước kia, ngay cả tư cách đối mặt với người khác, hắn cũng không có. Hai người đang đứng đợi, cánh cửa đột nhiên mở ra. Bên trong bước ra một đám người, nam nữ đều có, khí độ bất phàm. Có người của thiên nữ giáo đưa ra, như hiểu đạo đoán chừng là người mà giáo chủ thiên nữ giáo vừa mới gặp mặt. Trong đám người bước xuống bậc thang, tướng mạo của người đàn ông dẫn đầu long hành hổ bộ trông rất được, khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm. Khi ánh mắt của ông ta quét qua, bỗng nhiên dừng lại, nhìn chăm chú quản phương nghi. Ban đầu, quản phương nghi cũng không chú ý đối phương. Sự lạ thường của đối phương khiến bà ta quay lại nhìn, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Trong lúc ánh mắt giao nhau, cả hai đều giật mình. Khi quản phương nghi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh người đàn ông, phát hiện bà ấy đang nhìn mình chầm chầm, quản phương nghi nhanh chóng né tránh, quay người đi. Sư huynh, phu nhân xinh đẹp kia mỉm cười, cầm ống tay áo của người đàn ông. Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Mặc dù gương mặt không có biểu hiện gì, nhưng bước chân giường như hơi nặng. Nhìn thấy tình huống này, Nghiêu Hữu Đạo âm thầm buồn cười, xem ra là người quen cũ của quản phương nghi. Một trưởng lão của thiên nữ giáo hỏi, ai là Nghiêu Hữu Đạo? Giáo chủ cho mời, Nghiêu Hữu Đạo vội bước nhanh đến, đi theo đối phương vào trong. Bước vào cửa, Nghiêu Hữu Đạo không nhịn được hỏi một câu, vừa rồi không biết là khách quý phương nào. chương 727, Hồng Nương bị đánh một, nữ trưởng lão cười nói, vợ chồng đỗ trưởng môn của thiên hành tông. như hữu đạo ừm một tiếng, trưởng môn đỗ vân tang của thiên hành tông, phu nhân là văn tâm chiếu. Hắn chưa gặp qua, nhưng có nghe nói qua, thiên hành tông chuyên luyện chế phù triệt, tài lực hùng hậu có thể sánh ngang vạn thú môn, nhìn qua hình như cũng có quen biết với quản phương nghi. Nghiêu hữu đạo thậm chí có chút hoài nghi, mấy phù triện trong tay quản phương nghi có khi nào cũng là do vị đỗ trưởng môn này tặng cho không hắn dự định khi về sẽ hỏi quản phương nghi một chút quản phương nghi đứng thất thần trong gió không biết đang suy nghĩ điều gì cũng không biết thời gian trôi qua đã bao lâu ngay cả khi có người đến gần cũng không biết quản phương nghi phu nhân muốn gặp ngươi một giọng nói chất phác vang lên sau lưng quản phương nghi hoàn hồn quay đầu lại một ông cụ tay không tất sắt mái tóc bạc trắng dáng người chất phác đang đứng nhìn bà ông cụ đó là một trong những người vừa mới từ trong viện bước ra ông cụ đưa tay chỉ một cái đình cách đó không xa quản phương nghi thuận thế nhìn lại chỉ thấy bên trong đình có người đang ngồi vị phu nhân xinh đẹp đã rời đi trước đó không biết quay lại từ lúc nào đang nhìn bà ta mỉm cười quản phương nghi âm thầm cắn răng bước theo ông cụ kia bước vào trong đình ông cụ khoanh tay đứng đằng sau người phụ nữ biểu hiện chất phác trầm ổn như núi quản phương nghi hơi hành lễ đỗ phu nhân Người phụ nữ xinh đẹp kia chính là vợ của trưởng môn thiên hành tông Đỗ Vân Tăng, Văn Tâm Chiếu. Hồng Nương, đã lâu không gặp, Văn Tâm Chiếu chậm rãi đứng lên, đối mặt với Quản Phương Nhi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nụ cười của Văn Tâm Chiếu đột nhiên thu lại, bất ngờ ra tay. Bốp, một cái tát vang dội tát vào mặt Quản Phương Nhi, máu từ miệng Quản Phương Nhi chảy xuống, cũng không tránh né, chỉ ôm mặt lảo đảo lui về sau. Đệ tử thủ vệ vạn thú môn nghe tiếng động, kinh ngạc đứng nhìn. Tiện nhân, có phải ta đã từng nói với ngươi, về sau không được phép gặp huynh ấy nữa rồi mà. Phan tâm chiếu đến gần, lạnh lùng chất vấn, khiến cho quản phương nghi phải lui lại từng bước, tay vịn vào vách tường, không thể nào lui được nữa. Bà ta bình tĩnh nói, ta không biết ông ấy ở đây, chỉ là ngoài ý muốn gặp được. Ngoài ý muốn, phan tâm chiếu ồ một tiếng, nhìn thẳng vào mặt quản phương nghi. Người đàn bà này lớn hơn bà ta mấy tuổi, nhưng vẫn còn trẻ trung xinh đẹp hơn bà ta, lửa giận trong lòng đột nhiên toát ra bốp, lại một cái tát trúng vào bên mặt còn lại của quản phương nghi. Một đệ tử vạn thú môn nhanh chóng chạy đến, cảnh cáo, hai vị, nếu có thù riêng thì ra ngoài vạn thú môn giải quyết. Nơi này không phải là nơi để các ngươi gây chuyện. Phu nhân, ông cụ chất phác cũng nhắc nhở một câu, tiện nhân, ta nhắc ngươi lần cuối, không được có lần sau, nghe rõ chưa? Văn tâm chiếu quát lớn, quản phương nghi hai má sưng đỏ nhẹ gật đầu, văn tâm chiếu lạnh lùng quay đi, ông cụ chất phác cũng theo sau. Đệ tử Vạn thú môn quay sang nhìn quản Phương Nghi, "Để quý khách hoảng sợ, ta sẽ đi bẩm báo sư môn, để sư môn định đoạt." Gã ta tạm thời còn chưa biết thân phận của quản Phương Nghi, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận, cảm thấy người của Thiên Hành Tông quá phách lối, lại dám trắng trợn gây sự ở Vạn thú môn, hình như không để Vạn thú môn vào mắt. Cầm khăn lau vết máu ở miệng, quản Phương Nghi nói, "Không cần đâu." Gã đệ tử kia nói, "Quý khách đừng lo lắng, nơi này không phải Thiên Hành Tông, không phải ai cũng có thể dương oai được." cần phải cho quý khách một công đạo quản phương nghi thầm cười khổ công đạo cái gì là công đạo không nói trước vạn thú môn không thể vì bà ta mà trở mặt với thiên hành tông nếu chuyện này làm lớn với thanh danh của bà ta lấy công đạo đâu ra mà nói tất cả mọi tiếng xấu đều rơi hết trên người bà ta cho dù chiếm được công đạo thì sao bà ta chọc nổi thiên hành tông không muốn tìm chết thì còn tạm được không cần đâu ta đồng ý mà quản phương nghi lắc đầu gã đệ tử kia lập tức im bặt người ta nói không truy cứu lại còn nói đồng ý vạn thú môn còn truy cứu cái giám gã ta cũng chỉ cho rằng đối phương e ngại thế lực thiên hành tông ngẫm lại cũng đúng cho dù có đòi được công đạo ở đây rời khỏi vạn thú môn rồi cũng sẽ bị thiên hành tông đè chết hai gã đệ tử buông tiếng thở dài người không sao chứ quản phương nghi mỉm cười cảm ơn ý tốt của tiểu huynh đệ ta không sao không cần phải để ý đến ta người cứ làm việc của người gã đệ tử đành rời đi khi trở lại chỗ canh giữ, gã ta thì thầm bên tai đồng môn của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Bên trong đình, quản phương nghi lặng lẽ lau vết máu, đồng thời thi pháp lưu thông máu, để hai má sưng đỏ biến mất. Đợi đến khi vết sưng biến mất, bà ta giấu cái khăn vào trong ống tay áo, đưa tay cài lại châm bị lệch trên đầu, khôi phục lại sự đoan trang trước đó, chậm rãi bước ra khỏi đình, giống như người không có việc gì, trở lại bên cạnh ngọn giả sơn, tiếp tục thất thần. Ánh mắt hai gã đệ tử thủ vệ thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng của bà ta, cảm thấy có chút đồng tình, cho rằng văn tâm chiếu ỷ thế hiếp người quá đáng. Nhưng bây giờ thì đồng tình, về sau biết được thân phận của quản phương nghi, đồng tình biến thành chế diễu, đoán rằng người phụ nữ này đã câu dẫn chồng văn tâm chiếu. Đây đều là nói sau, khi mặt trời sắp xuống núi, như hữu đạo từ trong viện bước ra. Hắn tất nhiên không có đãi ngộ được trưởng lão của thiên nữ giáo đưa ra, mà chỉ là một đệ tử bên dưới. Lúc ra cửa, nghiêu hữu đạo phát hiện có chút không ổn hai đệ tử canh cửa vẫn đang ngó chừng hắn không biết là nhìn cái gì đến hòn giả sơn nghiêu hữu đạo cười hỏi người đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy quản phương nghi quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp vẫn thuận lợi chứ cứ cho là vậy trở về thôi nghiêu hữu đạo nói hai người sóng vai nhau bước đi hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn kỳ lạ hỏi hai gã thủ về kia bị gì thế nhỉ cứ nhìn chằm chằm chúng ta quản phương nghi cười khẽ có gì lạ đâu nói rõ lão nương vẫn còn mị lực. Ha ha, nói rất đúng, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ngày đó, chút mị lực này làm sao mà không có chứ? Đi cùng với ngươi, ta cũng hưởng ké vinh dự, chưa chắc tại sao ta không nhìn ra được ngươi động tâm với ta chứ? Ta không phải là không cho ngươi cơ hội, ngươi nói sai rồi, sáng sớm ta xông vào phòng ngươi, nhìn ngươi tắm, đuổi cũng không ra. Mị lực của ngươi là có thể nghĩ mà, đi chết đi. Ha ha, đúng rồi trước đó đi ra là vợ chồng trưởng môn đỗ vân tang của thiên hành tông hà làm sao ngươi biết bọn họ lúc ta vào trong ta có hỏi thăm ánh mắt của đỗ trưởng môn nhìn ngươi rất lạ là người quen cũ à cái gì mà người quen hay không quen chẳng phải luôn có chuyện như vậy sao ta thấy không đơn giản như thế phản ứng của ngươi khi nhìn thấy người đó rất khác trước kia khi ngươi gặp người quen cũ cũng không thấy ngươi có phản ứng như thế cái này cũng bị ngươi nhìn ra thật ra không có gì đâu những người trước chưa từng ngủ với ta, còn người này thì đã từng. Phu nhân của người ta ở bên cạnh, ta còn phải tránh hiểm nghi mà. À, thì ra quan hệ không tầm thường, khó trách, nói thật đi, mấy phù triện trong tay người có phải ông ta cho không? Hai, lúc đó ta thật sự không muốn lấy, nhưng ông ấy cứ khăng khăng đưa cho. Ta còn cách nào chứ, thịnh tình không thể chối từ mà. Ha ha, bước ra ngoài viện, hai người bay đi, cứ đi đi về về mãi cũng quen, chỉ cần không chạy loạn, cũng không cần người khác dẫn đường. Khi trở lại chỗ ở, Chu Thiết Tử đã bày bàn ăn bên trong, thức ăn nhiều hơn so với bình thường không ít. Như Hữu Đạo bước vào, Ngân Nhi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt tỏa sáng nhìn một bàn đầy thức ăn, thỉnh thoảng le đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm bờ môi. Như Hữu Đạo bước đến bên cạnh bàn ăn nhìn một chút, "Ô, Chu huynh, lượng thức ăn hôm nay nhiều hơn bình thường đấy." Chương 728: Hồng Nương bị đánh. Hai, Chu Thiết Tử cười nói, "Ta thấy các người ngày nào cũng dùng hết." cố ý nói với nhà bếp, bảo bọn họ chuẩn bị hai phần. Như hữu đạo giờ khóc giờ cười nhìn Ngân Nhi đang liếm đầu lưỡi. Ăn sạch sẽ cũng đâu phải những người khác, mà là vị này. Đoán chừng thanh danh của bọn họ đều bị yêu vương làm hỏng hết. Có thể ăn như vậy, người ta sẽ cho bọn họ là thùng cơm. Quan trọng là, thêm hai phần nữa cũng ăn hết sạch mà thôi. Kỳ lạ hơn chính là, Ngân Nhi ăn nhiều như thế cũng không thấy bể bụng, dạ dày của nó đúng là vô hạn. Tuy nhiên, như hữu đạo cũng cảm thấy vui mừng chu thiết tử đột nhiên có lòng đây chính là hiện tượng tốt nói rõ dụng ý của hắn có hiệu quả các người cứ chậm rãi mà dùng lát nữa ta sẽ đến dọn chu thiết tử lên tiếng rồi rời đi như hữu đạo ngồi xuống bàn ra hiệu mọi người cùng nhau ngồi xuống quản phương nghi không ngồi thở dài nói hôm nay bị tên khốn nào đó làm hại chỉ tắm được một nửa đã phải chạy ra ngoài toàn thân không được thoải mái không có hứng ăn ta về phòng tắm tiếp các người cứ ăn từ từ phần của ta cho Ngân Nhi ăn luôn đi. Mọi người đều nhìn Ngưu Hữu Đạo, tất nhiên biết được tên khốn kia là mắng ai. Ngưu Hữu Đạo chẳng quan tâm, dù sao tu sĩ si ăn ít cũng không sao, vì thế hắn giờ đũa lên trước. Duy chỉ có Ngân Nhi nhìn Quản Phương Nhi, ném cho bà ta ánh mắt ta rất thích ngươi. Quản Phương Nhi bị trêu, khẽ cười quay người bước đi. Ăn một lúc lâu cũng không thấy Quản Phương Nhi ra ngoài, cửa sổ đóng chặt, trong phòng cũng tối đen, hiển nhiên ngay cả Nguyệt Điệp cũng không thả ra người phụ nữ này không quá để ý đến chuyện tu luyện bình thường vào lúc này bà ta hay ra ngoài tản bộ tại sao hôm nay tình huống lại khiến người ta cảm thấy khác thường nghiêu hữu đạo muốn đi xem chuyện gì xảy ra nhưng lại bị viên cương đến cản lại đạo gia có thư gửi đến có mấy người mặc trang phục của đại thiền sơn vào thành đang ở trong khách sạn thân phận còn chờ xác minh nghiêu hữu đạo nói biết rồi bảo ngũ lương sơn tiếp tục theo dõi việc khác ta sẽ an bài Viên cương gật đầu, triệu thắng hoài treo cờ bên ngoài. Cái gọi là treo cờ chính là tiếng lóng của bọn họ trước kia, ý bảo triệu thắng hoài đã phát tín hiệu gặp mặt. Người đi tìm Chu thiết tử tâm sự đi, như Hữu đạo thản nhiên nói một câu. Viên cương nhẹ gật đầu, hiểu ý của hắn, đạo gia muốn ra ngoài gặp mặt triệu thắng hoài, không muốn để Chu thiết tử nhìn thấy. Một lát sau, như Hữu đạo tản bộ đến khe núi, bồi hồi đứng bên cạnh khe núi suy nghĩ vấn đề gì đó đằng sau đám dây nho rũ xuống vang lên giọng nói của triệu thắng hoài người của đại thiền sơn mà ngươi muốn tìm đang ở gian phòng khách sạn mà ngươi đã ở trước đó nghiêu hữu đạo đã biết điều này nói có chuyện gì giúp ta xử lý một chút triệu thắng hoài kêu lên còn có việc có việc nào là việc cuối cùng của ngươi không yên tâm đi không ảnh hưởng gì đến ngươi đâu cũng không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm ngươi an bài người có thể tin tưởng là được nghiêu hữu đạo nhỏ giọng dặn dò nghe xong phát hiện không có ảnh hưởng gì Triệu Thắng Hoài liền đồng ý, sau đó nói, Trần Đình Tú vẫn không có động tính, chỉ chuyển lời muốn gặp Thiên Hỏa Giáo, nhưng Thiên Hỏa Giáo đã từ chối. Thiên Hỏa Giáo, Trần Đình Tú muốn gặp người của Thiên Hỏa Giáo, như Hữu đạo đột nhiên cảnh giác, đi qua đi lại, mắt nheo lại, giống như ý thức được điều gì đó. Còn nữa, bên phía Thiên Hành Tông, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chỉ là trứng trọi đá. Nếu làm lớn chuyện, xui xẻo vẫn là các ngươi, nên nhịn được thì nhịn, không nên gây sự ở đây triệu thắng hoài nói chính là chuyện quản phương nhi bị đánh lúc này chuyện đã lan ra ở vạn thú môn gã không muốn biết cũng khó sự việc khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến chuyện tranh giành tình nhân đã có nhiều người đem chuyện này ra làm trò cười để bàn luận liên quan đến danh dự của vợ chồng trưởng môn thiên hành tông sự việc lại phát sinh bên trong vạn thú môn truyền ra ngoài ảnh hưởng sẽ không tốt vạn thú môn đã ra nghiêm lệnh nghiêm cấm bất cứ kẻ nào lan truyền việc này đối với triệu thắng hoài mà nói một ngày còn chưa đẩy được Nhiêu Hữu Đạo đi, ngày đó gã còn chưa được bình yên. Gã sợ chuyện mà Nhiêu Hữu Đạo gây ra rồi bắt gã ra chùi đít. Mông Thiên Hành Tông lớn như vậy, gã không có khả năng chùi cho sạch. Vì thế, gã không thể không nhắc nhở. Nhiêu Hữu Đạo kinh ngạc, Thiên Hành Tông, Thiên Hành Tông thì thế nào? Triệu Thắng Hoài Kỳ quái hỏi, người không biết chuyện Hồng Nương bị đánh sao? Lời vừa ra khỏi miệng, gã đột nhiên cảm thấy hối hận. Người ta không biết, mình còn nói ra làm gì? đây không phải là ở không đi gây sự sao, gã thật không nghĩ đến quản phương nghi lại giấu không cho Nghiêu Hữu Đạo biết việc này. Hồng Nương bị đánh, Nghiêu Hữu Đạo ngẩn cả người, hắn và quản phương nghi ở chung cả ngày, bà ta bị đánh lúc nào. Chợt nhớ đến tối nay quản phương nghi có chút khác thường, hắn quay đầu, nhìn đám dây nho rũ xuống, hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Triệu Thắng Hoài nói, được rồi, có thể là ta nghe lầm, Giọng nói của Ngưu Hữu Đạo lạnh lại, người có tin lão tử sẽ đem ngươi đến trước mặt mọi người hỏi cho rõ không? Triệu Thắng Hoài Ân cần hỏi thăm tổ tông tám đời của Ngưu Hữu Đạo, ta cũng chỉ tùy tiện nghe được vài câu, cũng không nhớ rõ lắm. Ngưu Hữu Đạo gần một tiếng, nói, Triệu Thắng Hoài có chút bất đắc dĩ, hai, thật ra không có việc gì, chỉ là Hồng Nương bị phu nhân văn tâm chiếu của trưởng môn thiên hành tông đỗ vân tan tát cho hai bà tai. Người tu hành, chịu hai bà tai tính là gì, đoán chừng ngay cả vết thương cũng không có, còn có thể có chuyện gì nhớ đến sự khác thường của thủ vệ canh cửa như hữu đạo hỏi sự việc phát sinh lúc ta đi gặp giáo chủ thiên nữ giáo sao triệu thắng hoài đáp nghe nói là lúc đó hồng nương bị đánh ngay trong đình bên cạnh trạch viện như hữu đạo nói không thể nào có đánh nhau với khoảng cách gần như vậy ta không thể không nghe thấy tiếng đánh nhau triệu thắng hoài nói này ở đâu ra đánh nhau hoàn toàn không có đánh nhau ta nghe nói hồng nương chỉ chịu hai bà tai mà thôi cũng không hoàn thủ Bà ta bị người ta gọi đến, quất cho hai bà tai mà vẫn đứng im chịu đựng. Bà ấy làm vậy cũng đúng, không phải ai cũng chọc nổi văn tâm chiếu. Nếu không phải trời đã tối, chắc gã đã nhìn ra được sắc mặt khó coi của Ngưu Hữu Đạo. Hắn muốn biết vì sao Quản Phương Nhi bị đánh, liền hỏi vì sao văn tâm chiếu lại đánh bà ấy. Chiều thắng hoài đáp, ai mà biết, nghe kể hai bên chẳng nói năng gì, văn tâm chiếu đột nhiên gọi bà ta đến một cái đỉnh gần đó, bất ngờ đánh bà ta hai bà tai. Lúc đó, đệ tử bổn môn rất kinh ngạc, nhưng mọi người đều biết Hồng Nương Tề Kinh là ai, quan hệ nam nữ tương đối loạn. Mọi người hoài nghi Hồng Nương đã dụ dỗ Đỗ Vân tang. Nếu không, với thân phận và địa vị của Văn Tâm Chiếu, cũng không đến mức như thế. Nghiêu Hữu Đạo nghe xong liền nổi giận, toàn thả dám chó. Con mắt nào của bà ta thấy Quản Phương nghi dụ dỗ Đỗ Vân tang? Bà ấy cũng không phải loại người như vậy, không có bằng chứng, các người nói hưu nói vượt, loan truyền bậy bà cái gì chiều thắng hoài nhớ lại lời đồn quan hệ giữa tên nhóc này và người phụ nữ kia hình như cũng không được sạch sẽ vội xin lỗi à là ta không biết nói chuyện như huynh đừng để trong lòng ngươi yên tâm đi việc phát sinh ở vạn thú môn người của thiên hành tông sẽ không dám loạn truyền bên ngoài đâu nếu truyền ra ngoài vạn thú môn cũng không tránh khỏi có liên quan dính dáng đến danh dự của mấy nhân vật lớn vạn thú môn ta đã nghiêm lệnh không được loạn truyền yên tâm đi không truyền ra ngoài bậy bạ đâu Nghiêu hữu đạo vẫn chưa nguôi giận, vạn thú môn ngươi làm ăn như thế nào vậy? Có người dương oai trong môn của các ngươi, các ngươi cũng mặc kệ không quản. Ngay cả an nguy của khách cũng không bảo vệ được, còn dựa vào cái gì mà đứng thành hàng với phiêu miếu các. Đây là đạo đãi khách của vạn thú môn các ngươi, chương 729 tiền đã nhận. Giọng nói của Triều Thắng Hoài lập tức lớn hơn, Nghiêu Huynh, vạn thú môn ta cũng đâu muốn nhìn thấy chuyện như vậy, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, ai mà biết trước chứ? Đệ tử bổn môn muốn bẩm báo truy cứu, cũng là do Hồng Nương ngăn lại, còn nói là bà ta tự nguyện. Đương sự không truy cứu, vạn thú môn có cần phải làm lớn chuyện rồi mang tiếng ác không? Ta cảm thấy, Hồng Nương là người biết đại thế, phân rõ nặng nhẹ. Như huynh, người cũng không thể làm loạn được, không còn chuyện gì khác thì cút cho ta. Này, người uống lộn thuốc hả, tự dưng chút giận lên người ta làm gì? Cút, được rồi, người bất giận, tỉnh táo lại một chút, tuyệt đối đừng làm loạn đằng sau đám dây nhò rũ xuống trên vách núi truyền đến tiếng động lạ, sau đó không còn động tĩnh của chiều thắng hoài, chắc là đã đi rồi. Nghiêu hữu đạo bước đến bên khe suối, nhìn vầng trăng khuyết phản chiếu dưới làn nước. Một lát sau, Nghiêu hữu đạo quay đầu thật mạnh, chỉ thấy một bóng người rơi xuống bên cạnh, không phải ai khác, chính là Cửu Sơn. Nghiêu hữu đạo chợt lo lắng, không biết cuộc gặp mặt của hắn có bị lộ không. Đêm hôm khuya khoát, một mình ngươi đứng đây làm gì? Cửu Sơn cười hỏi, nghiêu hữu đạo hừ một tiếng người của ta bị đánh đứng đây một mình phát tiết không được sao hắn lảng sang chuyện khác hai cừu sơn thở dài thật ra ông ta đến đây cũng là vì việc này chuyện hồng nương bị đánh truyền ra vạn thú môn sợ phía nghiêu hữu đạo làm loạn đã chú ý đến động tính của hắn để dễ khống chế sau khi phát hiện hành động khác thường của nghiêu hữu đạo người dưới lập tức báo lên cừu sơn nghe xong liền chạy đến muốn khuyên bảo mấy câu việc này nhiều ít vạn thú môn cũng phải gánh trách nhiệm Chuyện phát sinh ở vạn thú môn, vạn thú môn không thể không chủ trì công đạo. Quan trọng hơn, nghiêu hữu đạo không phải hạng người lương thiện. Ngay cả sứ thần nước Yến mà hắn cũng dám giết, thậm chí công nhiên xuống tay hạ sát đệ tử thiên hỏa giáo, bọn họ sợ hắn làm loạn. Lão đệ, việc này ngươi tính làm thế nào? Cừu Sơn hỏi một câu, định thăm dò suy nghĩ của hắn. Nghiêu hữu đạo nói, dễ thôi, cũng chẳng cần làm gì nhiều. Các người bắt cả à tiện nhân kia lại, để ta đánh hai bà tai, việc này xem như kết thúc. Được, không thành vấn đề, cũng không cần bắt, cứ trực tiếp gọi sang là được." Cừu Sơn sảng khoái đồng ý, lại tiếp tục hỏi, "Cho dù bà ấy đến đây, đứng trước mặt ngươi cho ngươi đánh, ngươi dám đánh sao?" "Hắc, Như Hữu Đạo bật cười, chỉ ra ngoài sơn cốc, ngươi cứ gọi người đến đây đi, xem ta có dám đánh hay không." Cừu Sơn vội ấn tay hắn xuống, Nài "Này nỉ tiểu lão đệ, đừng nóng nảy." "Phan Tâm Chiếu là ai chứ? Phụ thân của bà ấy là trưởng môn tiền nhiệm của Thiên Hành Tông." Mặc dù đã nhường trước trưởng môn nhưng ông ta vẫn còn sống, lực ảnh hưởng không mất đi. Ngươi chọc nổi thiên hành tông không, ngươi có thể xả giận ngay lúc đó, nhưng sau khi đánh xong thì sao? Một khắc ngươi rời khỏi vạn thú môn, ngươi có thể sống được mấy ngày. Như Hữu đạo nói, đánh xong, ta ở lại vạn thú môn không ra ngoài được không? Cừu Sơn ngẩng đầu, cũng không trả lời vấn đề này, mặt mũi thiên hành tông không nhỏ, lời nói cũng có trọng lượng ở phiêu miếu các. Tiêu diêu cung, tử kim động, linh kiếm sơn cũng phải nể mặt mấy phần ngươi dám động văn tâm chiếu thiên hành tông chỉ cần nói với ba phái ngươi cho rằng ba phái sẽ làm gì chỉ dựa vào một mình lão đệ ngươi trong thiên hạ sẽ không ai vì ngươi mà đắc tội với thiên hành tông đâu ngươi có nghĩ đến sẽ có bao nhiêu người ở nam châu mất mạng vì sự tức giận nhất thời của ngươi không ông ta vừa tạo áp lực vừa biểu đạt sự ái náy hồng nương biết thời biết thế nể mặt vạn thú môn ta vạn thú môn cũng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu nói xong ông ta rút một sấp kim phiếu trong tay áo ra ở đây là một triệu xem như lời xin lỗi của vạn thú môn hãy giúp ta chuyển cho bà ấy nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn sấp kim phiếu đưa tay đẩy trở lại vạn thú môn quả nhiên là tài đại khí thô nhưng ta nhỏ bé quá không chịu nổi đâu cừu sơn cười ha hả cũng được để ta đích thân đưa cho hồng nương nghiêu hữu đạo từ chối có loại tiền có thể nhận có loại tiền không thể nhận cừu trưởng lão ta xin nhận tâm ý của ngươi không cần đâu việc này ta sẽ giúp bà ấy làm chủ. Cừu Sơn chắp tay sau lưng, sắp kim phiếu cũng ở sau lưng luôn, lão đệ, người cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đương gia của tam đại phái nước Yến đều ở đây, nếu thiên hành cung chuyển lời với bọn họ, mặt mũi này của ngươi cũng không còn. Ông ta ngẩng đầu hất mặt lên đình viện ở sườn núi. Ông ta muốn ám chỉ Nhiêu Hữu Đạo, một khi tam đại phái nể mặt thiên hành cung, Nhiêu Hữu Đạo sẽ chẳng là gì ở Nam Châu. Mất đi Nam Châu, Nhiêu Hữu Đạo cũng không có tư cách ở đây. Xảy ra chuyện, vạn thú môn sẽ không bảo vệ hắn, ném hắn ra ngoài, để hắn trực tiếp đối mặt với thiên hành tông. Rõ ràng là ông ta đang tạo áp lực, cũng như muốn nói cho nghiêu hữu đạo biết, cho dù thiên hành tông đang đối lý, vạn thú môn cũng không đứng về phía hắn. Nói chuyện với người đã là nể mặt người rồi, cũng đừng nên không biết tốt xấu. Ông ta có thể đến đây khuyên bảo, chính là không muốn chuyện bị làm lớn, để cho người ta nói vạn thú môn xử sự bất công, nhưng vì một từ công mà đắc tội với thiên hành tông cũng không cần thiết. Cho nên, bọn họ cũng không muốn náo đến mức đó, có thể tận lực hóa giải được thì hóa giải. Nếu không, vạn thú môn cũng không cần thiết vì sai lầm của văn tâm chiếu mà xuất ra số tiền này. Như hữu đạo cười nói, cựu trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi, tiền thì ta không nhận đâu, cũng không để vạn thú môn khó xử. Ta cũng không cần phải làm khó mình, ngài nói có đúng không? Tốt, cựu sơn nhẹ gật đầu, có câu nói này của ngươi là được rồi. Ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cho sớm, ta sẽ đến chỗ trưởng môn nói giúp cho ngươi, để trưởng môn nhanh chóng sắp xếp thời gian gặp ngươi. Đa tạ, Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn, Cửu Sơn vỗ vai của hắn, sau đó quay người, lắc mình bay đi. Chính điện Vạn Thú môn, đèn đuốc sáng trưng, trước một loạt ngọn đèn sáng choang, Tây Hải Đường cầm ngọc châm, nhẹ nhàng châm bắc đèn, một bóng lửa lay động trước mặt ông ta. Cửu Sơn bước vào trong chính điện, bước đến bên cạnh ông ta, trưởng môn, tiền đã được lấy. Bàn tay cầm châm của Tây Hải Đường lơ lửng trên không, đúng là không biết sống chết cứ muốn lấy trứng trọi đá hay sao cừu sơn nói thế thì không có hắn đang giận tất nhiên là không thuận rồi nhưng hắn cũng đã đồng ý không làm ra chuyện mà vạn thú môn không muốn nhìn thấy về phần rời khỏi vạn thú môn bọn họ muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến chúng ta chúng ta phái người giám sát muốn làm loạn cũng không được mà cái ả văn tâm chiếu này không biết làm cái quỷ gì nữa cũng không nhìn thân phận của mình một chút Đánh vào mặt người khác cũng chính là đánh vào mặt bà ta, đánh vào mặt Đỗ Vân Tăng. Truyền ra ngoài làm trò cười cho người khác, Đỗ Vân Tăng là trưởng môn thiên hành cung làm sao mà chịu nổi. Tây Hải đường rời bước, đốt ngọn bắc đèn tiếp theo, chẳng lẽ Hồng Nương và Đỗ Vân Tăng có chuyện xưa hay sao? Tại sao một chút phong thanh cũng không nghe nói qua? Cừu Sơn đáp, ta cũng không biết nữa, sợ là chỉ có người trong cuộc mới biết rõ ràng nhất. Tây Hải đường cười ha hả, nghĩ lại năm đó, người đàn bà Hồng Nương kia rất cao ngạo, đúng là không có mấy ai có thể ép bà ta khuất phục nhưng bà ta vẫn có thể đứng vững ở tề kinh gặp chuyện gì cũng có thể hóa giải vận may khá tốt không giống như bây giờ hai đúng là xưa đâu bằng nay cừu sơn cười nói không phải vận may gì đâu ta nghe nói bà ta gặp chuyện luôn có thể hóa giải là nhờ có nhiều người tranh giành tình nhân vì bà ta mà ra mặt hộ hoa sứ giả nhiều quá nếu không sớm đã bị người ta chiếm làm của riêng ừm cũng có lý chương 730, Nhiệt Duyên 1, ánh trăng chiếu qua lớp cửa sổ bằng giấy, khiến cho bóng người đang ngồi trong bóng tối trở nên lờ mờ. Quản Phương Nhi mặc chiếc áo mỏng, tóc tai bù xù ngồi trước bàn trang điểm, đối diện với bóng người mờ ảo trong tấm gương. Xoạt, 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 âm thanh kéo kiếm quen thuộc khi đi đường vang lên, kéo Quản Phương Nhi đang chìm đắm trong hồi ức cũng đột nhiên tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Dưới ánh trăng, nhiều Hữu Đạo để kiếm đằng trước, đứng trên bậc thang ngoài cửa, tà ảnh đi theo, đồng thời nhìn chằm chằm cánh cửa kia bây giờ hắn đã biết vì sao bà ta không ăn cơm cũng hiểu được vì sao bà ta trốn trong phòng không ra càng cảm nhận được vì sao bà ta không muốn nhắc lại chuyện cũ với mấy nhân vật lớn cũng như không muốn lộ mặt trước bọn họ là hắn buộc bà ta đi kết quả khi gặp chuyện chỉ một mình bà ta gánh cũng không nói với bất kỳ ai lặng lẽ trốn một góc trong bóng tối hắn không biết tâm trạng của bà ta lúc này nhưng hắn biết mình rất có lỗi nếu không phải tại hắn ép buộc cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy ngươi lại đang tắm nữa sao muốn gì còn chưa nhìn đủ à ngươi đừng nghĩ oan cho ta ta đứng xa như thế thùng tắm lại cao cánh tay của ngươi che rất kỹ ta chẳng thấy được cái gì này ngươi đang sợ gánh trách nhiệm à ban đầu ở tề kinh là ai nói muốn cưới ta ha ha ta đâu có nói cũng là ngươi chụp lên đầu ta mà không nói chuyện này nữa ngươi buồn bực ở trong phòng làm gì ra ngoài một chút cho thoải mái Người quỳ xuống cầu ta đi, có thôi đi không, lớn tuổi rồi mà cứ đùa như con nít. Cút, ha ha, như hữu đạo cũng không đẩy cửa ra, chống kiếm quay người rời đi. Khi quay lại, nụ cười trên gương mặt hắn lập tức biến mất. Nghe âm thanh bên ngoài càng lúc càng xa, quản phương nhi ngồi một mình trong bóng tối âm thầm thở ra, nhìn mình trong gương, làm thế nào cũng không nhìn rõ, cứ mơ mơ hồ hồ. Bà ta sợ như hữu đạo sẽ xông vào thật, sẽ nhìn thấy hình dạng của bà ta lúc này hốc mắt bà ta đột nhiên ươn ướt bà ta gục mặt xuống cánh tay trên bàn trang điểm nước mắt lặng yên rơi xuống bên ngoài nghiêu hữu đạo cầm kiếm đột nhiên phất tay trần bá từ trong bóng tối bước ra theo hắn rời đi khi hai người xuyên qua đình viện viên cương đứng dưới mái hiên trong bóng tối đưa mắt nhìn theo hắn ta đã biết mọi việc trước đó khi nghiêu hữu đạo trở về hắn cầm kiếm trên kệ xuống đưa mắt nhìn hàn quang phát ra từ thanh kiếm dưới ánh đèn viên cương nhận ra sự khác thường của hắn hỏi chuyện gì xảy ra thế là nghiêu hữu đạo đã đem mọi chuyện nói cho hắn ta nghe rời khỏi viện tử nghiêu hữu đạo cầm kiếm đứng trong gió mặc cho gió núi phất phơ trần bá đến một bên hỏi có việc gì nghiêu hữu đạo hỏi lại khi lão đi theo hồng nương hứa lão lục còn chưa có đúng vậy hứa lão lục là về sau mới đến trần bá đáp lại cũng không biết hắn hỏi như vậy là để làm gì chẳng lẽ còn muốn hỏi bối cảnh của ông nói cách khác chuyện mà hồng nương trải qua lão đều biết rõ chưa hẳn, người muốn hỏi cái gì. Nghiêu Hữu đạo nói, hôm nay, Hồng Nương theo ta ra ngoài, bị người ta đánh. Trần Bá quay đầu nhìn về phía đình viện, rốt cuộc hiểu được vì sao hôm nay quản phương nghi lại khác thường như thế. Ông quay đầu lại, trầm giọng hỏi, là ai làm? Nghiêu Hữu đạo chậm rãi nói ra một cái tên, văn tâm chiếu. Trần Bá sừng sốt, nét tàn khốc trên gương mặt dần dần biến mất, phu nhân đỗ vân tang. Là bà ấy, hôm nay, khi ta đến thiên nữ giáo bái phỏng, đã gặp vợ chồng bọn họ. Như Hữu đạo đem chuyện biết được nói qua một lần, Trần Bá nghe xong liền than nhẹ, biết rõ chỉ là vô tình gặp phải mà vẫn ra tay, người đàn bà này đúng là quá đáng. Xem ra lão biết rõ ngọn nguồn, lão nói cho ta biết, khi tính sổ cũng nên biết sự việc cho rõ ràng chứ. Không biết được nội tình thì làm sao mà ra tay, chắc không cần đâu, Hồng Nương chưa hẳn đã đồng ý tính món nợ này. Năm đó, Văn Tâm Chiếu đã cảnh cáo Hồng Nương, không cho phép Hồng Nương gặp mặt Đỗ Vân Tăng nữa. Hồng Nương cũng đã đồng ý. Như Hữu đạo kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ bà ấy thật sự đã dụ dỗ người có vợ? Là Hồng Nương làm chuyện có lỗi với người ta trước? Nào có, Hồng Nương cũng không phải loại người này. Bây giờ, hành vi của bà ấy có thể phóng túng một chút nhưng trước kia thì không phải như thế. Lúc trước, chỉ có người mộ danh bà ấy đến dây dưa, chứ bà ấy không chủ động đi dây dưa người khác. Đỗ Vân Tăng, tính toán sơ sơ, cũng đã là chuyện của hai chục năm trước. Khi đó, Đỗ Vân Tăng còn chưa lấy vợ, làm sao có chuyện dụ dỗ người có vợ chứ? Lúc đó, Đỗ Vân Tang cũng vì mộ danh nên đến cùng với bạn. Không thể không thừa nhận, tướng mạo của Đỗ Vân Tang rất oai nghiêm, khí chất bất phàm, văn võ kiêm tu, cầm kỳ thi họa đều có thể hạ bút thành văn, nói ông ấy là nhân tài kiệt xuất một đời của Thiên Hành Tông cũng không quá đáng. Cái xấu chính là Đỗ Vân Tang quá ưu tú, chỉ gặp lần đầu tiên, hồng nương tầm mắt rất cao đã bị thu hút. Nhưng Đỗ Vân Tang không nói nhiều, lần nào đến cũng đến với bạn. Về sau Hồng Nương chủ động ám chỉ, nói ban đêm luôn có một chiếc đèn lồng không sáng, mà Đỗ Vân Tăng tâm linh tương thông, ban đêm đã mang đèn lồng đến. Hai tay hai đèn lồng, hai người có thể nói là vừa gặp đã yêu, lặng lẽ ở cùng với nhau. Sở dĩ nói là lặng lẽ, là vì Hồng Nương đã từng nếm qua sự thua thiệt tương tự, tư, cảm thấy mình không môn đăng hộ đối, hơn nữa thanh danh của bà ấy không tốt, sợ công khai sẽ gặp phải lực cản. Nhưng Đỗ Vân Tăng thì không quan tâm điều này, không tiếc tiền đồ muốn công khai chuyện của hai người kết quả bị Hồng Nương cản lại, sợ ông ấy không cách nào ăn nói với sư môn. Thế là, Đỗ Vân Tăng lập tức quay lại sư môn, định thỉnh cầu sư môn đồng ý, muốn cưới hỏi Hồng Nương đàng hoàng. Ông ấy nói, nếu sư môn không đồng ý, ông ấy tình nguyện bị trục xuất khỏi sư môn. Hồng Nương tràn đầy nhiệt huyết, chuẩn bị lấy chồng, cũng bắt đầu phân phát cho chúng ta. Ai ngờ, chưa chờ được Đỗ Vân Tăng, ngược lại gặp được sư muội Đỗ Vân Tăng là Văn Tâm Chiếu, cũng là con gái của trưởng môn đương nhiệm thiên hành tông sư muội đỗ vân tang hẹn hồng nương ra ngoài thành nói chuyện hồng nương cũng giấu chúng ta mà lặng lẽ ra ngoài gặp mặt kết quả thiếu chút nữa bà ấy đã chết trong tay văn tâm chiếu cũng không biết vị nào ngưỡng mộ hồng nương đi ngang qua ra tay cứu bà ấy khi hồng nương được mang về nhà bà ấy đã thoi thóp toàn thân trọng thương chờ đến khi vết thương của hồng nương lành lại đỗ vân tang mới đến lần này đỗ vân tang đã thay đổi nói từ nay về sau xem nhau như người qua đường nói chỉ là chơi đùa coi như chưa từng gặp qua bảo hồng nương đừng quấn lấy ông ta nữa. Tình huống lúc đó của hồng nương là có thể nghĩ, không bao lâu sau, bên phía Thiên Hành Tông truyền đến tin tức đại hôn giữa Đỗ Vân Tang và Văn Tâm Chiếu. Không bao lâu sau, Văn Tâm Chiếu lại đến, ở trước mặt cảnh cáo hồng nương, nói Đỗ Vân Tang là trượng phu của bà ta, không cho phép hồng nương gặp mặt Đỗ Vân Tang nữa. Nếu không, bà ta sẽ không bỏ qua. Lúc đó, hồng nương cũng đã chửi mắng, nói hạng người lang tâm cẩu phế như vậy, có cầu gặp bà, bà ấy cũng không gặp còn nói nếu gặp lại, sẽ để mặc cho bà ta xử lý. Về sau, Hồng Nương trong cơn tức giận đã dựng bàn ném tú cầu. Tú cầu ném ra ngoài cũng có người tiếp, nhưng Hồng Nương là người cầm được thì cũng buông xuống được. Sau khi tỉnh táo lại, cũng không tiếp tục oan uổng bản thân mình, không gả cho người đã tiếp được tú cầu, tặng cho người đó một khoản tiền rồi xong việc. Mấy năm sau, Thiên Hành Tông lại truyền đến tin tức, trưởng môn văn hoa chủ động thoái vị, đem chức trưởng môn truyền lại cho Đỗ Vân Tang. Trước đó chúng ta còn hoài nghi Đỗ Vân Tăng gặp phải áp lực nào đó. Cho đến khi chúng ta nghe được tin tức như vậy, chúng ta mới hiểu thì ra cũng chỉ vì chức vị trưởng môn thiên hành tông, một hồng nương sao có thể so sánh được. Thiên hạ có bao nhiêu người có thể từ chối được sự cám dỗ đó chứ? chương 731, Nhiệt Duyên 2, Nhiêu Hữu Đạo cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên sự trào phúng, ta hiểu rồi, cưới con gái trưởng môn để đổi lấy chức trưởng môn, vụ mua bán này không lỗ. Trần Bá thở dài, tình huống đại khái như vậy. Hồng Nương không bao giờ gặp lại Đỗ Vân Tang, không nghĩ đến lần này lại đụng độ. Với tính cách của Hồng Nương, năm đó bà ấy đã hứa, nhất định sẽ chịu hai bà tay này, cũng chỉ tự trách mình đấu không lại người ta, đánh nát răng cũng sẽ buốt vào bụng, làm gì có cái chuyện đi tính sổ chứ. Nghiêu Híu đạo hỏi lại, bà ta đấu, người ta có cho rằng bà ta cốt khí không? Thanh danh bà ta có tốt lên không? Trần Bá nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Không nói trước chúng ta không thể đụng vào Thiên Hành Tông, đụng vào chính là con đường chết. Người cũng nhìn thấy rồi đấy, Hồng Nương thà chịu đựng một mình cũng không muốn người ngoài biết, tình nguyện gánh vác thanh danh không tốt cũng không muốn nói mà không giữ lời trước mặt văn tâm chiếu. Không phải chúng ta cho rằng bà ấy cần cốt khí hữu dụng hay không, mà là bà ấy thật sự cần cốt khí. Nói xong, ông ta thở dài một hơi rồi bồi thêm một câu, đạo ra, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ Hồng Nương. Không phải bà ấy sợ đỗ vân tang và văn tâm chiếu, mà có nhiều thứ Hồng Nương không quan tâm, nhưng có nhiều thứ bà ấy rất quan tâm. Nghiêu hiểu đạo hiểu ra, nói Trần Bá, lão đừng nói cho bà ấy biết chuyện chúng ta biết bà ấy bị đánh. Trần Bá thở dài, ta hiểu, không cần ngươi phải nói. Lão về trước đi, việc này ta sẽ xử lý. Ngươi đừng làm loạn, thiên hành tông không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Nên làm thế nào, tự ta rõ ràng hơn lão. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, theo tính cách của văn tâm chiếu, tại sao lại dễ dàng tha thứ cho Hồng Nương sống đến tận bây giờ. Ánh trăng như nước, chính giữa ban công đỗ vân tăng đứng dựa vào lan can ánh mắt hơi thất thần chuyện cũ vẫn rõ mồn một trước mắt ông ta nhớ rõ khi ông ta rời khỏi phù phương viên trở về sư môn lúc đó ông rất sợ biết nhất định sẽ gặp áp lực nếu một danh môn đại phái như thiên hành tông lại cưới một người có thanh danh như hồng nương huống chi ông ta còn là đệ tử thân truyền trưởng môn coi trọng nhất nhưng ông ta vẫn nghĩa vô phản cố làm việc nghĩa không trùn bước ông ta còn nhớ phản ứng của sư phụ khi ông ta nói muốn cưới hồng nương hai chữ làm càn như xét đánh xuống, sư phụ không nói hai lời, đánh ông ta một trưởng thổ huyết ngay tại chỗ. Sư phụ bước đến, từ trên cao nhìn xuống, hỏi ông ta đã tỉnh chưa? Ông ta đã đau khổ cầu khẩn, sư phụ rất thất vọng, lắc đầu hỏi ông ta con có biết ta kỳ vọng rất cao về con không? Ta coi con như con ruột, mấy năm qua bỏ biết bao tâm huyết để bồi dưỡng con. Chẳng lẽ con còn muốn bước lão phu nói ra ta muốn truyền lại trước trưởng môn cho con sao? Đường đường trưởng môn thiên hành tông, há có thể cưới ả tiện nhân đó làm vợ con để mặt mũi của thiên hành tông ở đâu chuyện cười lớn như vậy con bảo lão phu làm sao bàn giao với người trên dưới thiên hành tông nếu chuyện này xảy ra chẳng những lão phu mất mặt trên dưới thiên hành tông cũng không để cho loại người như con thượng vị việc này từ nay về sau không được nhắc nửa chữ với lão phu đừng để lão phu thất vọng ông ta không chịu quỳ lên cầu khẩn nói ông không muốn chức trưởng môn tình nguyện bị trục xuất khỏi sư môn dập đầu xong ông ta liền đứng dậy, muốn rời khỏi thiên hành tông. Tiếng cười lạnh của sư phụ vang lên sau lưng, nhiệt xúc, chấp mê bất ngộ, thiên hành tông há cho phép người muốn đi thì đi, muốn về thì về. Thế là, ông ta không thể rời khỏi thiên hành tông, bị giam lỏng tại một địa lao không có ánh mặt trời. Đến một ngày, Nguyệt Điệp chiếu sáng địa lao âm u, đồng thời chiếu sáng gương mặt sư phụ đang đứng bên ngoài. Ông ta vẫn cầu khẩn, nhưng sư phụ vẫn chỉ lạnh lùng nói một câu, con muốn tiện nhân kia chết hay là sống. Chỉ một câu này thôi, giống như rút khô hết khí lực của ông ta. Về sau, ông ta quay lại phù phương viên, lúc ông quay đi, Vĩnh Viễn không quên được gương mặt vừa khóc vừa cười kia. Tại một góc của lầu các, Phan Tâm chiếu lẳng lặng đứng nhìn ông ta. Bà ta nhớ rất rõ, bởi vì ả à đàn bà đó, phụ thân đã nổi trận lôi đình. Sư huynh chưa bao giờ để phụ thân thất vọng, huynh ấy lúc nào cũng kiệt xuất, phụ thân vẫn luôn kiêu ngạo về huynh ấy, coi như người thân, đồng thời cũng sớm xem huynh ấy là con rể của mình nhưng lần đó phụ thân đã quá thất vọng với sư huynh rồi bà ta biết sớm muộn gì bà ta cũng sẽ được gả cho sư huynh một sư huynh ưu tú như vậy bà ta cũng rất thích nhưng khi ả à đàn bà đó xuất hiện hết thảy đã thay đổi khiến sư huynh giống như chúng ta bà ta nghĩ không ra một tiện nhân ai cũng có thể làm chồng lại khiến cho sư huynh mê đến thần hồn điên đảo như vậy bà ta muốn nhìn xem rốt cuộc ả à ta có chỗ nào tốt có thể biến sư huynh thành như thế sau khi nhìn thấy bà ta lại càng ghen ghét hơn, vì sao trên đời này lại có người phụ nữ đẹp như thế, bà ta không thể nào sánh kịp, vì thế bà ta đã phẫn nộ, thiếu chút nữa giết chết hả tiện nhân kia. Về sau sư huynh đã đối mặt với hiện thực, tuân theo an bài của phụ thân, nhưng cũng có ước định với phụ thân, không được động đến người phụ nữ đó. Huynh ấy đã đồng ý cắt đứt quan hệ, sau này không có bất kỳ liên quan nào đến bà ta. Chỉ là ước định này đối với bà ta chính là một nỗi nhục rất lớn, khiến bà ta cứ nghẹn mãi ở cổ họng. Chàng đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Bước đến bên cạnh Đỗ Vân Tăng, đứng song song với ông, văn tâm chiếu giống như tùy ý hỏi một câu. Đỗ Vân Tăng im lặng một lát rồi nói, điệp mộng huyễn giới chưa thể đóng lại. Theo lời nói của các tiền bối thời vũ triều, linh sủng thánh la sát của Ly Ca đang ở bên trong huyễn giới. Theo truyền thuyết, thánh la sát có thể dùng phương thức nhập kén ngủ đông để duy trì trường sinh bất tử. Nếu truyền thuyết là thật, cánh cửa huyễn giới sẽ luôn mở ra, và huyễn giới sẽ không cách nào đóng lại. Một khi thánh la sát xuất hiện, thế gian này sẽ có thêm một cao thủ nguyên anh kỳ, thế cục thiên hạ sẽ thay đổi. Văn tâm chiếu nói, chàng đang thật sự suy nghĩ chuyện này sao? Không phải nhớ đến người đàn bà kia à? Đỗ Vân Tăng nói, chuyện đã qua rồi, nàng nhắc đến nàng ta có ý gì? Văn tâm chiếu hơi nghiêng đầu sang một bên, trong lòng muốn nhắc đến chuyện bà ta vì kích động mà đánh người đàn bà kia hai bà tai, muốn xem phản ứng của ông, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Hai vợ chồng đều im lặng, mỗi người nhìn một hướng. Khi hai người ở riêng với nhau, vẫn thường xuyên im lặng như vậy, vẫn đột nhiên không còn lời nào để nói. Trước kia cũng vậy, tương lai có thể cũng sẽ tiếp tục như thế. Dưới ánh trăng trong đình viện, Trần Đình Tú lo lắng, khi thì cúi đầu, khi thì ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngẫu nhiên thở dài một cái. Nếu không có gì sai lầm, ý đồ của Ngưu Hữu Đạo đã rất rõ ràng, một khi thực lực vượt ra khỏi Nam Châu, hắn sẽ triển khai vòng tranh đoạt thứ hai với Thiên Ngọc Môn. Bây giờ Long Hưu không gặp ông ta, ngược lại gặp nghiêu hữu đạo lại nói chuyện rất lâu đường đường là trưởng môn tiêu diêu cung có chuyện gì cần nói với nghiêu hữu đạo lâu như vậy càng nghĩ càng thấy lo sợ nghiêu hữu đạo sẽ lôi kéo long hưu đối phó thiên ngọc môn kế hoạch thiên ngọc môn phân thành hai bước ông ta là người đi bước đầu tiên thực hiện kế hoạch mượn đao giết người một đường ngựa không dừng vó chạy đến đây ông ta vội vàng chạy đến đây cũng là để thăm dò tình huống chuẩn bị cho bước kế hoạch thứ hai dù sao Ông ta cũng chỉ biết nghiêu hữu đạo ở đây, còn lại thì không biết cái gì khác. Kế hoạch thứ hai chính là do một trong hai cao thủ Trấn Sơn Thiên Ngọc Môn thực hiện. Nếu kế hoạch mượn đao giết người không thành, sẽ do cao thủ đỉnh phong của Thiên Ngọc Môn ra tay, trực tiếp dùng vũ lực tiến hành ám sát. chương 732, chơi cùng bọn họ, cũng chỉ có thể ám sát mà thôi, không thể công khai động thủ. Như vậy mới có thể khiến cho nghiêu hữu đạo yên lặng biến mất. Một khi ra tay, nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt, không được để người bên cạnh nghiêu hữu đạo chạy thoát bất cứ một ai, cũng không để cho bất cứ kẻ nào mật báo. Nếu không, cho dù giết chết được nghiêu hữu đạo, tin tức truyền về Nam Châu, Nam Châu sẽ giấy lên một trận đại loạn, giúp cho triều đình nước Yến có cơ hội thu phục Nam Châu. Chính vì lý do như vậy, Thiên Ngọc Môn mới không tiếc xuất động cao thủ trấn phái không dễ dàng lộ diện, mục đích tất nhiên là một kích tất chúng. Nhưng người trong bóng tối bên cạnh nghiêu hữu đạo rốt cuộc có bao nhiêu người, ai cũng không rõ, cũng không dám cam đoan không để tin tức lọt ra ngoài. Cho nên, việc ám sát nhất định sẽ có nguy hiểm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bí quá hóa liều mà làm. Khi Trần Đình Tú ông ta chạy đến đây để chấp hành bước đầu tiên trong kế hoạch, kết quả phát hiện Ngưu Hữu Đạo đang ở bên trong vạn thú môn. Khó ra tay thì không nói, lại còn trơ mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo vượt lên trước một bước, bảo ông ta làm sao mà ngồi nhìn được. Thế là, ông ta lập tức muốn liên lạc với Thiên Hỏa giáo, muốn kích thích mâu thuẫn giữa Thiên Hỏa giáo và Ngưu Hữu Đạo nhưng bên phía thiên hỏa giáo cũng lười gặp ông ta bây giờ ông ta đang chờ tin tức đệ tử phái đi những đệ tử đi theo ông ta đều bị ông ta đẩy hết ra ngoài để bọn họ nghĩ cách liên hệ với người quen biết vạn thú môn cho dù là đệ tử tầng dưới chót của vạn thú môn cũng phải nghĩ cách làm quen càng nhiều càng tốt nhằm thăm dò hành vi của ngưu hữu đạo cừu sơn đã hết lòng giúp đỡ sẽ không giúp thêm chuyện gì nữa nơi này lại là nội bộ của vạn thú môn không phải là nơi mà trần đình tú ông có thể tùy ý đi lại nghe ngóng chỉ có thể tìm biện pháp nhờ đệ tử vạn thú môn hỗ trợ. Lúc này, Nưu Hữu Đạo cũng đang đứng dưới ánh trăng trong đình, hình bóng cô đơn, lạnh lẽo. Viên Phương, Trần Bá và Hứa lão Lục không phải là người mà hắn có thể nói chuyện. Quản Phương nghi lại trốn trong phòng mãi không ra, cuối cùng, vẫn là Viên Cương bước ra, lặng lặng đứng một bên, nói, "Hôm nay dường như ngài suy nghĩ hơi nhiều." Nưu Hữu Đạo dừng bước trước người hắn ta, ngẩng đầu nhìn trăng, Trần Đình Tú đến rồi. Viên cương hỏi, chẳng lẽ ông ta dám làm loạn ở vạn thú môn sao? Như Hữu đạo nói, chỉ sợ thiên ngọc môn sẽ ra tay hạ sát ta. Ở thành vạn tượng, hắn bị người của Thượng Thanh Tông làm bại lộ thân phận. Khi đó hắn đã cảm thấy lo lắng, bây giờ Trần Đình Tú đến, lại càng củng cố sự lo lắng của hắn hơn. Viên cương hỏi, bọn họ không sợ dẫn đến đại loạn ở Nam Châu sao? Như Hữu đạo nói, công khai thì không dám, nhưng có thể thực hiện ngầm. Minh thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, quan trọng là không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn nam châu đại loạn nếu ta thật sự muốn xé rách ra mặt tính mạng của đám người thương triều tông sẽ bị bóp chết trong tay thiên ngọc môn từ lúc chúng ta bại lộ ở thành vạn tượng đến nay thiên ngọc môn đã nhận được tin tức sau đó trần đình tú chạy đến tính theo lộ trình thời gian thiệu bình ba sợ là đã cấu kết với thiên ngọc môn đám người thiên ngọc môn không hiểu thủ đoạn của y hẳn bây giờ đang bị y lợi dụng viên cương nói nếu thiệu bình ba đã tham dự còn cần lợi dụng sao? chung một kẻ địch cũng đủ cho bọn họ đứng cùng một chỗ với nhau. như hữu đạo nói, bọn họ đơn giản chỉ là muốn giết ta, hẳn sẽ không để ý đến việc nam châu có loạn hay không loạn. thiên ngọc môn giết được ta thì thôi, không giết được ta, có thể sẽ châm ngòi cho nam châu loạn lên, để ta khó mà đặt chân ở nam châu, khiến những gì mà ta tạo dựng ở nam châu bị hủy hoại trong trước mắt. chỉ cần thiên ngọc môn ra tay, vạch mặt với ta, trái phải gì y cũng đều đạt được mục đích mượn cơ hội cùng chung kẻ địch, lại từng có một lần hợp tác với Thiên Ngọc Môn, chỉ cần ta không đổ ở Nam Châu, Thiên Ngọc Môn sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu y tiến vào Nam Châu, có Thiên Ngọc Môn để lợi dụng, y chẳng cần phải tốn hao tài nguyên và tinh lực quá lớn, chỉ cần châm ngòi thổi gió cũng đủ cho ta phải mệt mỏi ứng phó rồi. Viên Cương nói, nếu không, chúng ta thử nói rõ tình huống với Thiên Ngọc Môn. Ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, tại sao lại phải tự làm khổ mình? Ngưu Hữu Đạo nói ta giải thích có hữu dụng không? Thiên Ngọc Môn sẽ tin ta sao? Đám người này không biết năng lực của Thiệu Bình Ba, cứ tự cho mình là tu sĩ cao cao tại thượng, chỉ sợ cũng chưa chắc để Thiệu Bình Ba vào mắt. Nói với bọn họ, bọn họ ngược lại còn cho rằng ta sợ. Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu xa xôi, bọn họ sẽ không coi ra gì. Viên Cương nói, lần này ngài lợi dụng Đại Thiền Sơn, y lợi dụng Thiên Ngọc Môn, hai bên đều như nhau. Ngưu Hữu Đạo nói, phải xem ai có thể chiếm được tiên cơ nếu lần này ta không vượt lên trước lật đổ y y sẽ khiến cho ta không chịu nổi viên cương nói trước mắt uy hiếp của đạo gia đang ở nam châu ngài không hy vọng nam châu loạn nhưng y cũng có điểm yếu của mình y không phải là người của giới tu hành năng lực khống chế trong giới tu hành kém xa đạo gia ngài dù sao thiên hạ này vẫn là thiên hạ do tu sĩ khống chế ha ha không sai đây chính là nhược điểm lớn nhất của y nghiêu hữu đạo mỉm cười quay người bước hai bước nhìn về phía hậu viện hất cằm, bà ấy vẫn cứ ở trong phòng tắt đèn mãi như vậy à? Viên cương ừm một tiếng, sau đó hỏi có khi nào phù triện trong tay bà ta là do Đỗ Vân tang tặng không? Như Hữu đạo có vẻ do dự, ngay từ đầu ta cũng đã hoài nghi việc này, chính bà ấy cũng nói đùa thừa nhận. Nhưng sau khi xảy ra việc này, ta lại cảm thấy không đúng. Người hãy nghĩ lại đi, chịu hai cái tát, có thể nói là có cốt khí. Ta không tin bà ấy lại sử dụng đồ của Đỗ Vân Tăng tặng. Viên cương ngấm lại cũng đúng, cũng có chút kỳ lạ, bây giờ vấn đề phiền phức đan vào nhau. Ngài không định gây rắc rối cho văn tâm chiếu vào lúc này chứ? Việc này ta vẫn luôn nghi hoặc, văn tâm chiếu không để ý đến thân phận mà làm như vậy, hận ý rõ ràng dành với Hồng Nương, nhưng tại sao bà ta lại để cho Hồng Nương sống đến tận bây giờ? Như hiểu đạo chắp tay sau lưng cùng với thanh kiếm, ý vị thâm trường nói với viên cương, văn tâm chiếu dường như không có ý định buông tha cho Hồng Nương. Chiếu theo tình huống lúc đó, người muốn đồng thời có năng lực ngăn cản văn tâm chiếu ra tay cũng chỉ có một người. Viên cương khẽ cao mày, chợt nói là Đỗ Vân Tăng bảo đảm cho Hồng Nương. Chúng ta biết tình huống quá ít, lại liên quan đến trưởng môn thiên hành tông, không tiện xác nhận. Nghiêu hữu đạo buông kiếm trước người, hai tay đặt lên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn chăng có vẻ như đang nói một mình, số tiền của triều kính, thiệu bình ba gây sóng gió, thiên ngọc môn muốn hạ sát ta, hai bà tai của Hồng Nương, chúng ta cũng không nhàn rỗi rồi sự việc càng lúc càng đi tới, hỗn loạn, lo lắng. Không sao, tới thì tới, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Giang hồ tổ mã, nếu tất cả đều có mặt tại vạn thú môn, vậy thì ta sẽ ở đây chơi với bọn họ, tay trong tay, bắt đầu cùng nhau giải quyết. Viên cương chợt hoảng hốt, giống như nhìn thấy hào khí đạo gia đã từng quát tháo giang hồ trước đây, nhưng vẫn còn hoài nghi cùng nhau bắt đầu giải quyết. Như hữu đạo quay sang nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng, không sai, ta không thể trêu vào thiên hành tông, nhưng ta cảm thấy không thoải mái với hai bà tai của hồng nương nếu không phải ta buộc bà ấy ra ngoài xã giao với ta bà ấy sẽ không chịu nỗi nhục này bà ấy không lên tiếng nhưng ta không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra hai bà tai của hồng nương sớm muộn gì ta cũng sẽ giúp bà ấy tự tay lấy cả gốc lẫn lãi về cho dù bây giờ ta không làm gì được văn tâm chiếu nhưng ta không để cho bà ta tiếp tục rêu dao trước mặt ta nếu không hồng nương sẽ chẳng còn mặt mũi nào ở vạn thú môn này ta đang muốn tìm hiểu xem vợ chồng Đỗ Vân Tăng và Hồng Nương có chuyện gì xảy ra. Trần Đình Tú đoán chừng cũng sẽ đến tìm ta để gây phiền phức. Được, ngày mai giải quyết xong Đại Thiền Sơn, sau đó sẽ lấy bọn họ làm nóng người trước. chương 733, người làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm một. Khách sạn Thiên Vận, hai đệ tử Đại Thiền Sơn đi theo sau lưng trưởng Lão Hoàng Thông xuống lầu. Dưới bậc thang, đệ tử Đại Thiền Sơn ninh đón dẫn đường, dẫn ba người vào một gian phòng trang nhã trên cái bàn bên trong gian phòng đặt những món ngon được nấu bằng thịt linh thú người nhìn thấy cũng không khỏi muốn nếm thử sau khi hoàng thông ngồi xuống ông ta phất tay ra hiệu mọi người cùng nhau ngồi xuống sau đó nói mọi người cũng đừng ở không hãy chia nhau ra ngoài nghe ngóng đi rõ mọi người đồng loạt lên tiếng bên trong vừa mới bắt đầu dùng cơm bên ngoài đã chuyển đến tiếng bước chân tiến vào gian phòng bên cạnh tiếng xê dịch bàn ghế tiếng ngồi xuống và sau đó là tiếng nói chuyện bên cạnh hắn là hồng nương tề kinh không sai, nghe nói năm đó bà ta là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Ừm, vì sao phu nhân đỗ trưởng môn lại tát bà ta hai bà tai? Chẳng lẽ Hồng Nương và đỗ trưởng môn có cái gì? Im miệng đi, việc này không được nói lung tung. Sư huynh, ta nghe nói nhiều hữu đạo liên tiếp đến bái phỏng trưởng môn tiêu diêu cung, tử kim động, linh kiếm sơn, bách xuyên cốc, vô thượng cung, thiên nữ giáo, mặt mũi đúng là không nhỏ. Không nhỏ cái gì chứ, nghe nói là bị thiệu bình ba của Bắc Châu bức đấy. Nghe trộm đến chữ thiệu bình ba Bắc Châu, đôi đũa trong tay Hoàng Thông cứng đờ, bắt đầu tập trung lắng nghe. Những người còn lại cũng nhìn nhau, tất cả đều ngừng động tác, nín thở ngưng thần, không dám phát ra động tĩnh nào để có thể nghe cho rõ. Ủa, như hữu đạo không phải người ở Nam Châu sao? Bắc Châu và Nam Châu hình như cách xa nhau mà. Cụ thể thì ta không rõ lắm, chỉ là khi sư môn sắp xếp người giúp y chuyển lời với sáu đại phái, lúc sư bá và sư thúc trò chuyện, ta cũng có mặt ở bên cạnh, hình như liên quan đến thượng thanh tông thiệu bình ba phái người đến ám sát nghiêu hữu đạo sát thủ thất bại bị nghiêu hữu đạo giải quyết cũng không chỉ sát thủ không y còn cấu kết với thiên ngọc môn muốn liên thủ với bọn họ đưa nghiêu hữu đạo vào chỗ chết một vị trưởng lão của thiên ngọc môn cũng đã chạy đến vạn thú môn thiệu bình ba chọc giận nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo hình như đã triển khai phản kích làm sao phản kích không biết dù sao việc cũng chẳng liên quan đến chúng ta chủ đề của phòng bên cạnh lại chuyển sang một câu chuyện khác Bên này, ánh mắt của đệ tử Đại Thiền Sơn đều tập trung về phía Hoàng Thông. Hoàng Thông hơi im lặng, ra hiệu hai tên đệ tử ra ngoài tìm hiểu một chút. Thân là người Bắc Châu, vừa đến đã nghe chuyện có liên quan đến Bắc Châu, ông ta cảm thấy có chút khác thường, lo lắng có người đang dở trò quỷ. Cho đến khi người phòng bên cạnh rời đi, bên này cũng không phát ra động tĩnh gì. Bên ngoài khách sạn, cửa sổ lầu đối diện, Triều Thắng Hoài đang ngồi trước cửa sổ, thông qua khe hở quan sát cửa khách sạn bên kia nhìn thấy mấy đệ tử của vạn thú môn rời khỏi khách sạn triều thắng hoài lập tức đứng lên đẩy cửa sổ ra tiếp tục quan sát cửa khách sạn rất nhanh một đệ tử của đại thiền sơn cũng từ khách sạn đi ra hiển nhiên là đi theo đệ tử của vạn thú môn điều này nói rõ việc sắp xếp đã có hiệu quả đại thiền sơn đã nhận được tin tức mà bọn họ muốn cung cấp triều thắng hoài thở phào một hơi nhẹ nhàng khép cửa sổ lại quay người rời đi bước xuống lầu gã lặng lẽ rời khỏi bằng cửa sau cũng không cần thiết phải ở lại thêm. Nhiệm vụ của gã đã hoàn tất, cũng đơn giản thôi, chẳng cần thiết phải mạo hiểm. Nếu không, gã cũng không dễ dàng đồng ý với Nghiêu Hữu Đạo. Bên trong gian phòng người của Đại Thiền Sơn đang dùng cơm, ba người còn lại không còn hứng thú dùng nữa. Hoàng thông im lặng dựa lưng vào ghế. Rất nhanh, một đệ tử trở về, thấp giọng bẩm báo, sư phụ, nhìn trang phục, bọn họ chính là đệ tử của vạn thú môn. Đệ tử đã hỏi trưởng quý, ông ta cũng nói phòng bên cạnh là của đệ tử vạn thú môn, và ông ta cũng biết những người này. Hoàng thông chậm rãi hỏi, có phải do người khác sắp xếp hay không? Có cử người tiếp tục theo dõi không? Gã đệ tử đáp, sư huynh đã đi theo rồi. Hoàng thông nói, người cũng đi theo đi, nếu chẳng may có việc gì thì cũng tiện tiếp ứng và phản hồi. Rõ, gã đệ tử lên tiếng đáp rồi nhanh chóng ra ngoài. Hoàng thông đứng lên, không ăn nữa, bước ra khỏi phòng, trở về phòng của mình, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, biểu hiện có chút ngưng trọng. Gần đây, thành vạn tượng ngo ngoe đến không ít người so với người đến đây vì linh thú còn nhiều hơn ngư lòng hỗn tạp có chút loạn mục đích tất nhiên là vì chuyện huyễn giới chưa đóng lại hoàng thông ông cũng nhận mệnh đại thiền sơn đến đây vì chuyện này ai ngờ vừa đến đây còn chưa triển khai công việc trong lúc vô tình biết được giao phong giới thiệu bình ba và ngư hữu đạo thật giả thì không biết phản ứng đầu tiên của ông ta khi nghe được chính là xác định đây có phải là cái bẫy hay không nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy cho nên ông ta cần phải xác minh đối phương có phải là đệ tử của vạn thú môn hay không nếu là thật vạn thú môn kinh doanh tám phía cũng không có khả năng giúp nghiêu hữu đạo mà cuốn vào chuyện này hơn nữa với thực lực của nghiêu hữu đạo theo lý cũng không thúc đẩy được loại người như vạn thú môn như vậy sự việc có chút nghiêm trọng rồi tiêu diêu cung tử kim động linh kiếm sơn của nước yến bách xuyên cốc vô thượng cung thiên nữ giáo của nước hàn bây giờ bắc châu đang bị kẹp giữa thế lực lớn của hai nước Nghiêu hữu đạo liên lạc với thế lực hai phe này là để làm gì? Về phần mâu thuẫn giữa Thiệu Bình Ba và Nghiêu hữu đạo, ông là trưởng lão của Đại Thiên Sơn, tất nhiên phải biết. Đại Thiên Sơn đã ra lệnh cưỡng chế Thiệu Bình Ba dừng tay, chẳng lẽ Thiệu Bình Ba còn âm thầm ra tay sao? Phái người ám sát, cấu kết với Thiên Ngọc Môn, nếu đúng sự thật, chẳng khác gì bước Nghiêu hữu đạo vào đường chết. Nghiêu hữu đạo không phản ứng mới là lạ, ước chừng sau nửa canh giờ, hai tên đệ tử cùng nhau trở về. Không đợi hai người nói, hoàng thông đã khẩn trương hỏi đã xác nhận có phải là đệ tử vạn thú môn hay không hai gã đệ tử vẫn chắp tay trước một người đáp sư phụ đã xác nhận là đệ tử của vạn thú môn đệ tử tận mắt nhìn thấy bọn họ tiến vào sơn môn của vạn thú môn lại còn chào hỏi với đệ tử trong coi sơn môn nữa hoàng thông nghi ngờ hỏi có khi nào người khác giả mạo hay không một đệ tử khác đáp sư phụ người nghĩ đi trước sơn môn có đệ tử vạn thú môn trông coi người ngoài làm sao có thể mặc trang phục của vạn thú môn ra vào được hoàng thông ngẫm lại thấy cũng đúng trang phục của một môn phái chính là đại diện cho môn phái đó quần áo chuẩn bị cho khách cũng chỉ là thường phục cũng không thể chuẩn bị cho người ngoài trang phục của môn phái mình được rất dễ gây ra rắc rối cho bổn môn xem ra là đệ tử vạn thú môn thật hoàng thông trầm ngâm sau đó nói lập tức đưa tin trở về đem tình huống bẩm báo lại nhờ tông môn định đoạt bên trong khu rừng tại một góc bí mật bốn tên đệ tử vạn thú môn hoặc ngồi hoặc đứng lo lắng nhìn chung quanh sư huynh đến thấy một người lên tiếng, những người đang ngồi lập tức đứng dậy. Một người nhảy ra, rơi xuống trước mặt những người này, chính là Triều Thắng Hoài. Triều Thắng Hoài hỏi, không xảy ra sơ suất gì chứ? Không có, không có. Mọi người liên tục trả lời. Triều Thắng Hoài hỏi, có nói theo mấy lời đã chuẩn bị trước không? Không thêm mắm thêm muối lung tung chứ? Một người nói, sư huynh yên tâm đi, huynh đã liên tục dặn dò, chúng đệ cũng đã luyện tập, tuyệt không thêm mắm thêm muối. Triều thắng hoài gật đầu, vậy là tốt rồi. Một người hỏi, sư huynh, chúng ta chen vào việc này liệu có thích hợp không? Chúng ta làm vậy, triều trưởng lão không biết chứ. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Triều thắng hoài nói, người sợ à? Cho dù xảy ra chuyện, kẻ cầm đầu cũng là ta, ta có thể để các ngươi xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, người nói mò gì thế? Những người còn lại vội chỉ trích người kia, làm gã liên tục cúi đầu nhận lỗi. chương 734, người làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm hai. Triều thắng hoài khoát tay, để mọi người ngừng nói, ta cũng xin nói rõ, thật ra có một số việc mọi người biết trong lòng là được. Cho dù là ở đâu, chỉ cần nhiều người, lòng người khác nhau, nếu không nhất trí hoàn toàn, cũng khó tránh khỏi việc chia năm xẻ bảy. Vạn thú môn của chúng ta cũng không ngoại lệ. Mọi người có đồng ý đi cùng với ta hay không? Việc hôm nay chỉ là một khởi đầu. Mọi người có thể đồng tâm hiệp lực với nhau hay không? Về sau sẽ còn khảo nghiệm người không cùng một lòng thì không chung được một chiếc thuyền đúng vậy sư huynh nói có lý mọi người vội vàng phụ họa cũng muốn ngồi chung một chiếc thuyền với triều thắng hoài bối cảnh của triều thắng hoài như thế nào bọn họ đều biết triều thắng hoài có thể tìm bọn họ cũng là có nguyên nhân đều là những người tư chất tu luyện bình thường không có cơ hội ra mặt trong môn bị nghiêu hữu đạo ép buộc triều thắng hoài chọn bốn người này cũng là có nguyên nhân gã không dám vận dụng người của hệ triều kính chỉ cần dùng một lần là kinh động chiều kính ngay. Trong lúc mọi người đang nịnh nọt, chiều thắng hoài lấy ra bốn tờ kim phiếu trị giá 10.000 phát cho bốn người, mỗi người một tờ. Ánh mắt bốn người sáng lên, nhưng không dám nhận. Bọn họ chưa làm gì nhiều cho triều thắng hoài đã nhận chỗ tốt của gã, cảm giác không thích hợp. Đừng nói nhảm nữa, nhận hết đi, người làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi Thái độ của triều thắng hoài rất quyết đoán. Bốn người đành phải liên tục nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, trong lòng thầm nhủ, không hổ danh là cháu trai của triều trưởng lão đúng là có tiền vung tay một cái là xa hoa như thế bình thường bọn họ ở trong môn phái tài nguyên tu luyện đều được cung cấp theo cấp bậc thức ăn cũng dùng của môn phái luôn tiền lương mỗi tháng cũng không được mấy kim tệ chưa từng cầm được số tiền nhiều như thế đương nhiên bọn họ cũng không biết tiền này là của nghiêu hữu đạo đưa cho triều thắng hoài ta cảnh cáo trước đừng tưởng rằng như vậy là mọi người đã chung một đường muốn lên cùng một con thuyền mọi người đều phải làm nhiệm vụ nếu không ai dám cam đoan trong số các người không có ai nảy sinh tư tưởng khác nếu do dự bây giờ có thể cầm tiền rời khỏi đây ta cũng không miễn cưỡng khi triều thắng hoài nói những lời này gã liên tục quan sát phản ứng của mọi người ta nghe theo sư huynh ta nguyện một lòng với sư huynh muốn làm gì sư huynh cứ việc nói mọi người cũng không biết triều thắng hoài muốn giao cho bọn họ nhiệm vụ gì tất cả đều lên tiếng đồng ý cảm xúc rất cao mọi người chỉ biết triều thắng hoài là cháu trai của triều kính vất vả lắm mới dựng được đường dây này, tất cả đều không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Sau khi Trấn An và đuổi những người này đi, Triều Thắng Hoài lập tức đến chỗ của Ngưu Hữu Đạo, muốn gặp mặt Ngưu Hữu Đạo. Chuyện đã làm xong, đến lúc phải cho Ngưu Hữu Đạo một câu trả lời chắc chắn. Vẫn là chỗ khe núi có đám dây nho rũ xuống. Sau khi Ngưu Hữu Đạo xuất hiện, Triều Thắng Hoài trốn trong khe hở vách núi nói vọng ra, sự việc của Đại Thiền Sơn đã ổn thỏa rồi. Ngưu Hữu Đạo đang đứng bên ngoài cũng đã biết việc này chuyện quan trọng như thế hắn không cho phép triều thắng hoài nói thẳng ra trước đó hắn đã sắp xếp người của ngũ lương sơn theo dõi ngũ lương sơn đã trước một bước truyền tin tức về cho hắn làm phiền triều huynh rồi nghiêu hữu đạo nói người nói xem trần đình tú có biết chuyện văn tâm chiếu đánh hồng nương hay không triều thắng hoài do dự một chút rồi nói chắc là không biết sư môn đã hạ lệnh cấm trong môn tạm thời không được tùy ý để cập chuyện này với người bên ngoài nếu không danh tiếng cũng khó coi Nghiêu hữu Đạo nói, được, ông ta không biết, người hãy nghĩ biện pháp cho ông ta biết càng nhanh càng tốt. Triều Thắng Hoài vừa sợ vừa giận, người điên rồi, trong môn đã hạ lệnh cấm, người còn bảo ta phạm tội sao? Nghiêu hữu Đạo lạnh lùng nói, bớt nói nhảm với lão tử đi. Người làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm, làm cách nào để mọi chuyện chu toàn đó là chuyện của ngươi, không đến lượt ta quan tâm. Trần Đình Thú đến đây là để giết ta, nếu ta không thể bình yên rời khỏi vạn thú môn, khiến cho ta không có đường sống ngươi cũng đừng hòng tốt hơn triều thắng hoài giận vô cùng ngươi không có đường sống ta thấy ta không có đường sống thì đúng hơn chuyện của ngươi hết lượt này đến lượt nọ núi liền không dứt xem vạn thú môn như chỗ không người nếu cứ tiếp tục như vậy ta sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết Như hữu đạo lập tức mắng trở lại đầu óc của ngươi là heo sao việc này ai làm cũng không phù hợp bằng ngươi ngươi làm là an toàn nhất cho dù ngươi trực tiếp tìm trần đình tú nói thẳng trước mặt ông ta ông ta cũng không dám nói lung tung ra ngoài ông ta không phải sợ ngươi mà là sợ ông nội của ngươi hại ngươi chính là đắc tội với ông nội ngươi ngươi cảm thấy ông ta dám đắc tội với ông nội ngươi ở ngay vạn thú môn sao cho dù rời khỏi vạn thú môn ông ta cũng không dám ngươi có gì phải sợ phải ngạc nhiên chứ bị mắng như vậy cơn giận của chiều thắng hoài tiêu tan không ít gã nghĩ lại thấy nghiêu hữu đạo nói cũng đúng cũng không có gì quá mạo hiểm Vấn đề là việc nguy hiểm hơn nữ gã cũng đã từng làm. Nếu không còn chỗ để thương lượng, gã cũng không cần vì chút chuyện này mà vạch mặt với Ngưu Hữu Đạo. Nghĩ đến há miệng cắn người, còn chưa cắn được đã bị người ta bóp cổ, mà trên đời này lại không có thuốc chữa hối hận để uống. Điều gã muốn làm bây giờ chính là mau chóng làm xong chuyện Ngưu Hữu Đạo giao, nắm được nhược điểm của Ngưu Hữu Đạo trong tay, để sau này hắn không còn xem gã là chó săn, đến kêu đi hết. Thế là Triều Thắng Hoài đã ngẫu nhiên gặp được Trần Đình Tú dưới một gốc cây tùng già bên ngoài đình viện cạnh một chiếc bàn đá trần đình tú đang ngồi uống trà nhìn phong cảnh hoặc người qua lại trước mặt trước mắt ông ta chỉ có thể chờ ở đây chờ đệ tử tìm hiểu tin tức ở vạn thú môn cũng là chờ tây hải đường cho gọi sau đó đại diện thiên ngọc môn đến gặp một chút ông ta nhiều ít cũng cảm thấy có chút thiệt thòi thiên ngọc môn trong mắt vạn thú môn trung quy không được mạnh nếu không tây hải đường có bận hơn đi chăng nữa cũng không như lúc này ít nhất cũng sắp xếp cho một vị trưởng lão thiên ngọc môn như ông để người ta cảm thấy không có gì là không ổn đi trên con đường núi đá cong cong triều thắng hoài ung dung bước đến đi ngang qua bên ngoài tiểu viện trần đình tú quay sang nhìn gã phát hiện người ta cũng chỉ kêu căng liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi quay đi làm như không thấy đệ tử vạn thú môn phụ trách chiêu đãi khách ở đây cung kính chào triều thắng hoài triều sư huynh tại sao huynh lại đến đây huynh có gì phân phó hay sao ta chỉ tùy tiện đi ngang qua mà thôi triều thắng hoài đáp lại một câu sau đó hất cầm về phía viện tử, ở đây có khách sao? Vị đệ tử đưa mắt nhìn Trần Đình Tú, đáp khách thiên ngọc môn của Nam Châu nước Yến. Triều thắng hoài ừm một tiếng, có vẻ không quan tâm, tiếp tục bước đi. Ngược lại Trần Đình Tú đã chủ động đứng dậy bước đến, mỉm cười chào hỏi, không biết ngươi là cao đồ của vị nào. Ông ta từ thái độ của vị đệ tử, nhận ra thân phận của Triều Thắng Hoài không nhỏ. Triều Thắng Hoài ngừng bước, quay sang nhìn ông ta từ trên xuống dưới, ngươi là ai? Vị đệ tử đổ mồ hôi hột, thái độ của gã đối với khách như vậy có phải hơi bất lịch sự hay không? Trần Đình Tú cũng không tức giận, ông ta có thể xem thường xuất thân tu hành và thế lực của Ngưu Hữu Đạo, nhưng không thể xem thường người trước mắt này. Thái độ của người ta càng kiêu căng, nói rõ người ta có lai lịch. Ông ta bước đến gần, chắp tay nói, "Trưởng lão Thiên Ngọc môn Nam Châu nước Yến Trần Đình Tú." "A, à, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Triều Thắng Hoài có vẻ miễn cưỡng chắp tay chào hỏi, một hai câu bắt chuyện cuối cùng hai người ngồi dưới gốc cây uống trà. Sau khi biết được ông nội của Triều Thắng Hoài là trưởng lão triều kính của vạn thú môn, thái độ của Trần Đình Tú lại càng nhiệt tình hơn. Mà Triều Thắng Hoài cũng rất hưởng thụ sự nịnh nọt của ông ta. Gã dường như không kiểm soát được lời nói của mình khi nghe mấy lời nịnh nọt, những gì không nên nói cũng đã nói ra. chương 735, chọn đen, bên trong đình, nhiều Hữu đạo ngồi trước bàn đá, dùng khăn lau sạch thân bảo kiếm, lau rất cẩn thận, giống như không muốn thanh kiếm nhuộm bụi trần. Viên cương ở bên ngoài nhìn một hồi, hỏi, việc này trái với môn quy, Chu thiết tử sẽ làm theo lời ngài sao? Điều mà hắn ta nói chính là để Chu thiết tử theo dõi khách viện thiên hành tông đang ở. Đương nhiên, Nghiêu Hữu đạo đã giải thích, chuyện nhờ Chu thiết tử giúp chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nghiêu Hữu đạo vẫn tập trung vào việc lao kiếm, có quan trọng hay không, chiều thắng hoài sẽ cho chúng ta tin tức. Ta chỉ muốn biết y có đáng để giúp hay không, vạn thú môn cũng chẳng phải là nơi lương thiện, ở đâu có người ở đó có giang hồ, không phải người trong giang hồ, cần gì phải gia nhập giang hồ. Giúp y cũng chỉ hại y mà thôi, chỉ bằng để y tiếp tục làm việc vặt sống qua ngày, tất cả cứ để y lựa chọn. Viên cương thấy Trần Bá từ hậu viện bước ra, tiến vào trong đình, hỏi, người tìm ta có việc gì? Như Hữu đạo cất trường kiếm vào bao, mũi kiếm trống xuống đất, một tay cầm chuôi kiếm, nhìn về phía hậu viện, bà ấy vẫn ở trong phòng không ra à. Trần Bá đáp, ta đã gõ cửa, bà ấy nói đang ở bên trong tu luyện. Đúng là khó có lúc chịu tu luyện. Nghiêu Hữu đạo mỉm cười, đưa tay ra hiệu, mời ngồi. Sau đó khoát tay nói với viên cương, dâng trà. Viên cương quay người đi châm trà rót nước. Trần bá nhìn bàn cờ bày trên bàn đá, chậm rãi ngồi xuống, hỏi, ngươi không phải gọi ta đến đánh cờ chứ? Nghiêu Hữu đạo đưa tay lắc lắc hai bát đựng cờ, nhìn những con cờ đen trắng bên trong, cố tình xoay hai cái bát sang hướng khác. Bát đựng cờ màu trắng đưa cho đối phương, còn mình thì lấy bát đựng cờ màu đen. Hắn cầm một quân cờ màu đen lên, cạch xuống bàn cờ, sau đó đưa tay ra hiệu đối phương tiếp chiêu. Trần Bá không biết hắn có ý gì, nhưng ông ta biết tuyệt không đánh cờ một cách đơn giản như vậy, nhất định là có chuyện. Nếu chưa hỏi ra được, vậy thì tiếp chiêu xem như thế nào. Ông cầm quân cờ màu trắng đặt xuống bàn cờ. Sau mấy nước cờ, viên cương bưng trà lên, rót trà cho hai người. Nghiêu Hữu đạo đánh xuống một quân cờ đen, nói, hai chén trà này, một chén có độc, một chén không có độc. Chén nào có độc ta không biết, loại độc này cũng chẳng có giải dược, Viên cương vô thức nhìn hắn, trà là hắn ta mang đến, có độc hay không hắn ta còn không biết sao. Không có độc, đang kẹp quân cờ giữa ngón tay, ánh mắt trần bá lấp lẽ, không hiểu đối phương có ý gì. Nghiêu Hữu đạo bổ sung, chúng ta mỗi người một chén. Lão chọn trước đi, chọn chén nào thì uống cạn chén đó. Lão chọn xong thì ta lấy cái còn lại, con người trần bá đột nhiên co lại, người có ý gì? Nghiêu Hữu đạo nói, có ý gì, sau khi lão uống chén trà này xong, ta sẽ nói trần bá hỏi được ta có cần phải đánh cược mạng của mình với ngươi không nghiêu hữu đạo nói nếu như vì hồng nương thì sao trần bá cao mày cái này thì có liên quan gì đến hồng nương lão uống đi ta sẽ cho lão một câu trả lời thỏa đáng nếu ta không uống thì sao cút ngay lập tức từ nay về sau không cho phép lão xuất hiện bên cạnh hồng nương ta có ở bên cạnh hồng nương hay không còn chưa đến phiên ngươi làm chủ ở lâu với nhau như vậy lão hẳn phải biết ta có biện pháp bắt lão phải biến khỏi người hồng nương, ví dụ như công khai bối cảnh của lão. Không nói cái khác, người của phù phương viên sẽ nhìn một tên gian tế như lão bằng ánh mắt như thế nào, lão còn có thể tiếp tục ở lại được sao? Tự lão chọn đi, trà đang để đây, ta không miễn cưỡng lão. Trần bá im lặng, nhìn chằm chằm hai chén trà, sau đó nói, người xác định sau khi ta uống xong, người sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nghiêu Hữu đạo nói, nếu chỉ vì muốn giết lão, ta đã không chờ đến bây giờ. Điều này Trần Bá tin, ăn uống cùng một chỗ, đối phương có quá nhiều cơ hội để ra tay, đúng là không cần phải chờ đến bây giờ. Quân cờ trắng trong tay ông đánh xuống, sau đó do dự một chút giữa hai chén trà, cuối cùng lấy một chén, ngửa đầu uống cạn, chịu đựng cái nóng, thậm chí lá trà cũng nuốt xuống bụng luôn, sau đó giơ chén trà không cho Ngưu Hữu Đạo xem, người uống đi. Ngưu Hữu Đạo cầm quân cờ trong tay, nhìn chằm chằm vào bàn cờ để tìm chỗ đánh xuống, đáp ta nói ta không biết chén nào có độc, cũng không cần thiết phải giết chết mình. Gương mặt vốn không có biểu hiện gì của Trần Bá, lúc này lại hơi tức giận, đây chính là câu trả lời khiến ta thỏa mãn sao? Nưu Hữu đạo đáp, được rồi, đùa với lão thôi, trong trà không có độc. Lão không muốn nói là ai phái lão đến, về sau ta cũng không hỏi. Ta tin tưởng lão đến cũng chỉ để bảo vệ hồng nương, không hề có ác ý. Một tay cầm kiếm, một tay đánh quân cờ xuống, sau đó chậm rãi bưng chén trà lên thổi thổi rồi nhấp mấy ngụm. Trần Bá nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, đến lượt lão rồi đấy, buông chén trà xuống, như hữu đạo ra hiệu đối phương tiếp tục đánh cờ. Trần Bá không còn gì quan tâm, trong lúc đang khó khăn tìm hướng đi trên bàn cờ bị vây giết, Chu Thiết Tử đã trở lại. Thấy Như Hữu Đạo đang đánh cờ với người khác, y hơi do dự, không biết có nên nói hay không. Viên Cương bước ra khỏi đình, trao đổi với Chu Thiết Tử vài câu. Sau đó Chu Thiết Tử rời đi, Viên Cương quay trở lại đình, thì thầm bên tai Ngưu Hữu Đạo, Chu Thiết Tử nhìn thấy Trần Đình Tú tiến vào viện tử của Thiên Hành Tông. Xem ra, suy đoán của ta đã được chứng thực, quả nhiên là vì ta mà đến, nếu đã đến đây vì ta, có thể còn sống trở về hay không, còn phải xem vận khí của vị Trần trưởng lão này. Ngưu Hữu Đạo cười một tiếng, hắn nói chuyện, ngược lại cũng không giấu giếm Trần Bá đang ngồi đối diện. Hắn quay sang nói với Trần Bá, "Trần Bá, phiền lão giúp ta làm một chuyện." Trần Bá nghiêm mặt nói, "Chuyện gì?" Ngưu Hữu Đạo nói, đi tìm Đỗ Vân Tang, giúp ta mắng ông ta một trận. Trần Bá hỏi lại, ngươi đang nói đùa à? Tại sao ngươi không đi? Ngưu Hữu Đạo nói, sinh tử của ta liên quan đến một đống người, còn lão chết cũng chỉ có một mình lão. Mạng của ta quý hơn mạng của lão, ta không đáng phải cược mạng của mình, còn lão thì khác, lão không phải tử sĩ. Trần Bá đang định há to miệng cãi lại, đã bị Ngưu Hữu Đạo khoát tay chặn lại, việc này không liên quan đến ta. Dù sao lão cũng là người của phù phương viên, xem như lão nhìn không nổi đi từ đầu đến cuối không được nhắc đến ta không được phép gây phiền phức cho ta sau khi gặp đỗ vân tang nghe nghiêu hữu đạo dặn dò trần bá có chút nghi ngờ rốt cuộc là ngươi muốn làm gì nghiêu hữu đạo cũng không giải thích là vì cái gì hắn đảo loạn bàn cờ chống kiếm đứng dậy quay người bước đi thời cơ rất quan trọng đừng nên kéo dài đi thôi bên ngoài sẽ có người dẫn đường cho lão người dẫn đường là chu thiết tử sau khi trần bá và chu thiết tử đi rồi nhiều hữu đạo và viên cương mới bước ra khỏi viện tử. Đứng bên cạnh hòn non bộ, đưa mắt nhìn hai người kia rời đi, viên cương hỏi, ông ta đến ra mặt cho Hồng Nương, văn tâm chiếu có thể dương oai với ông ấy không? Làm không tốt sẽ đền mạng đấy. Nhiều hữu đạo nói, Trần Đình Tú nhận được tin tức, văn tâm chiếu ghen tuông nên mới đánh Hồng Nương. Rõ ràng Hồng Nương và Đỗ Vân Tăng có quan hệ với nhau. Trần Đình Tú sao có thể đi tìm Đỗ Vân Tăng đối phó với ta được? ông ta không dám đề cập chuyện của hồng nương trước mặt đỗ vân tang đâu nếu không ông ta tự tìm rắc rối đấy ông ta tất nhiên sẽ đi gặp riêng văn tâm chiếu văn tâm chiếu bởi vì chuyện của hồng nương nên sẽ tránh đỗ vân tang mà đi gặp ông ta lúc này văn tâm chiếu không ở cùng đỗ vân tang tất nhiên đây sẽ là thời cơ tốt để gặp đỗ vân tang viên cương hỏi nhưng cho dù là vậy tình huống của ông ấy vẫn rất nguy hiểm một khi chọc giận đỗ vân tang để chứng thực suy đoán trong lòng ngài có cần phải dùng mạng của ông ấy để mạo hiểm không? Không cho ông ta đi, chẳng lẽ cho ngươi đi sao? Đạo gia, ta tình nguyện, chương 736, phu nhân ta đánh. Hầu tử, ngươi lại nữa rồi. Ông ấy và Đỗ Vân Tang quen biết nhau, cũng là nhân chứng cho chuyện năm xưa. Thân là người bên cạnh Hồng Nương, ông ta có tư cách bất bình.